Trầm tính nhá. Trầm tính em. Trầm tính nhá. Chị là ca sĩ ạ? Không. Ui. Không phải ca sĩ. Em tưởng chị là ca sĩ cơ. Em đang định bảo chị hát một bài cho em nghe. Tại lâu rồi chưa có ai hát cho em nghe nên là em muốn có người hát cho em nghe. Chắc đổi tên mất. Cái gì ạ? Ý là chắc đổi tên mất thôi. Lại đổi tên, bố mẹ đặt cho cái tên xinh, tên đẹp như thế kia, tự nhiên lại đổi. Thế đổi sang, ví dụ đổi tên thì đổi sang cái gì? Hát nghe bài. Cái gì ạ? Kiểu đi đâu ai cũng kêu hát nghe bài. Ngại. Sao mà phải ngại? Hát. Không biết hát không biết à? Hát. Thế có thích bài nào? Đóng cửa lại. Ủa ôi, đổi làm tên làm sao được, xăm cả lên đấy kia. Không mà đổi tên đẹp thế gì. Thế ví dụ bây giờ đổi tên thì đổi tên thành cái gì? Không, đổi tên thành kiểu tên tên ảo ấy. Ủa tên ảo, thế mình lừa đảo nhau à? Thế cậu định trêu đùa tớ đúng không? Không. Tự nhiên cậu tên Hà xong cậu bảo tớ cậu tên là Hoàng là sao? Thế có phải tớ nhầm lẫn không? Không. Vậy á. Ừ. Mà nó hơi không liên quan. Cái gì không liên quan hả cậu? Kiểu như là tên không liên quan ấy. À kiểu tên không liên quan đến kiểu ấy gì. Không, mọi người nhầm tưởng cậu là ca sĩ gì. Đúng không? Thì thế ôn ngại với chuột. Có gì đâu mà ngại. Thế cậu học lớp mấy rồi ạ? Lớp 11. Uầy. Cậu trẻ thế. Tại em không có già. À không thì không. Trẻ là tốt mà. Trẻ mình gọi như là sức dài vai rộng, học tập gọi như là cố gắng cho tương lai đất nước thôi. Tớ học lớp 12. Năm nay tớ thì ôn thi rồi đại học đây. Nhưng bố mẹ tớ bảo tớ là phải gọi như là học rất là sớm để tháng 6 này có thể tham dự vào kỳ thi. Thế là năm sau cậu thi đúng không? Không. À, lớp ý 11. Là kiểu đi bên ngoài rồi. À. Ui. Thế lớp 11 năm sau không thi thế thì làm gì? Đang học về spa. Ôi lại học về spa. Ôi spa bây giờ hot nhỉ. Lúc nãy tớ cũng hỏi một bạn ở đây, bạn ấy cũng học về spa. Ai bây giờ học về spa nhỉ? Kiểu đang chuộng ấy, thế là học. Ơ nhưng mà ví dụ học spa xong ra trường spa thì kiểu lương thưởng có cao hả cậu? Lương thưởng nó thấp lắm. Thế sao lại học? Nhưng mà học xong rồi đi Hàn, 2 năm nữa mới đi. Ơ thế cậu đi Hàn đã biết tiếng Hàn nữa? Chưa, năm sau mới vào. Tiền tiết nó cao. Năm sau mới định học cơ. À thế không? Năm nay cũng ngất ngưỡng, chưa muốn đi. Thế ví dụ ủ biết tiếng Hàn, sau đấy sang Hàn rồi yêu trai Hàn không? Không. Không yêu trai Hàn? Không lấy chồng. Không lấy chồng. Không lấy chồng á? Không yêu trai Hàn, không lấy chồng. Tổng luôn. Thế thì hẹn hò với tớ thì hợp lý rồi. Bây giờ hết hai cái, tiêu chí kia không có nữa thì làm gì còn gì đâu được đúng không? Thế thôi thì cậu cứ ở Hàn xong đi. Một lúc cậu về tớ ở đây. Được không? Là sao? Đợi đấy còn gì đó. À. Cậu phải học xong, cậu làm xong rồi chứ.
ấy biết bao nhiêu người kêu đợi. À bao nhiêu người kêu đợi? Ủa thế là ngoài tớ ra còn nhiều người lắm muốn đợi à? Ý là chưa thằng nào nó đợi được cả. À chưa thằng nào đợi được. Đấy là đấy là kiểu tính kiên nhẫn của chúng nó kém. Tớ tốt sao? Nhiều người xếp hàng theo đuổi em. Uầy. Anh thì đầu hàng. Xếp hàng kiểu dài cả dãy luôn mà. Thế chứng tỏ Hà rất là đào hoa rồi. Đúng Hà ơi. Uầy. Hà nói hay như hát luôn. Không nghe thấy gì. Cậu ạ. À tớ nghe được rồi. Đào hoa. Lúc mà she lagging bro. What the fuck. Rồi bạn lại lag thế thì. Thiên sư bố của mình. Nào trêu tao. Alo. Đặt về này hình bọc. Em không biết anh này hả? Ồ. Có ăn nhiều ngon lắm. Muốn chén. Cho tờ miếng được. Ôi, giọng ai nghe quen ấy. Giọng của bạn. Ồ. Cái không cái giọng anh nào ấy đang nói ấy. Anh MC ạ. Bo. Bo à? Bo nào nữa? Có thấy anh Bo à? Biết, hôm bữa cái bạn trong nhà này cũng gặp anh Bo nè. Đang coi lại cái clip đó. Thế á? Gặp ở đâu? Tớ thích anh ấy lắm, chẳng biết gặp ở đâu. Trên Aran này luôn. Trên Aran này luôn á? Đúng anh, rồi. Anh cũng chơi à? Thôi bạn ơi. Dạ, đúng rồi. Có thấy cậu gặp chưa? Em. À. Đang coi. Mất kêu bực cho coi đéo bực. Giờ người ta bực. Sao mắng bạn thế? Đúng vậy. Tao nhìn anh. Anh làm gì á? Không, tớ đang ngồi. Hôm nay buồn quá. Chẳng có gì làm. Hà Nội mưa gió. Mưa từ sáng giờ. Chả gì làm thế lại ngồi nhà. Tớ đi làm đêm ấy. Nhưng mà hôm nay kiểu nói chung là chưa có đơn nào nổ. Thế thôi lại ngồi nhà chơi điện tử vậy. Cậu đâu ạ? Dạ Sài Gòn. Sài Gòn đó, Sài Gòn quận mấy đấy? Đừng mà quận 7 nhá. May quá. Cứ tưởng quận 7. Sao vậy? Không, ngày xưa tớ qua quận 7 tớ bị giật đồ thôi. Không vấn đề gì. Ngày xưa qua quận 7 tớ bị giật đồ thôi chứ không có vấn đề gì. À, tớ có bị giật đồ đó đó. Ôi thật á, ở quận 7 luôn á, ai giật đồ cậu ấy, tớ tìm cho. Giật điện thoại đó. Giật điện thoại luôn đó. Ừ. Ui, dã man, thế là mình đang kiểu alo, anh đang đâu vậy? Nó qua nó giật cái đi luôn à? Đang gọi là alo mẹ hả? Giật mất trái giật đi luôn. Ok. Thằng nào vô duyên thế nhở? Thế có tìm nó? Sao không phải là không tìm được nhưng mà lúc đó là kiểu không kêu được á, xong rồi cái cầm chở nước bảo hiểm lên đang đứng ngoài đường mà chở nước bảo hiểm chọi vô phang người nó luôn. Ui. Phang luôn nhưng mà nó vẫn chạy được à? Đúng rồi. Thế không được. Thằng nào bất điện thoại luôn. Ờ. Thế chắc là cậu cần ai cầm cái mũ bảo hiểm phải phang mạnh hơn rồi. Tớ chẳng hạn, phải cầm tờ phang hộ cho. Cho tớ địa chỉ thằng này đi. Phang tớ lấy điện thoại cho cậu nha. Biết địa chỉ này thì đã lấy rồi, đâu cần tới cậu. Ây da, thế là nó chạy mất ạ. À nê. Đấy là tại tớ không ở đấy thôi. Hết nó thằng kia tớ Hà Nội. Như bạn này chê mải em mình 65 này. Ơ à, cậu ơi. Dạ. Cậu hâm mộ anh Bùa không? Ờ, bình thường nha. Thực ra tớ ghét ông ấy. Sao vậy? Thì chả biết, nói chung là nhìn thấy ông ấy cũng kiểu đẹp trai, không hiểu. Nhà đầy đủ, xe cộ các thứ, tớ ghét định. Đôi khi kiểu xem mấy anh online trên mạng thì tớ không thích. Ê, đừng có nói là cũng chơi với anh Nam Bo nhưng trời, sao nhìn ý là nhìn đằng sau kìa, để coi kìa sao mà. Không, tớ liên quan gì ông ấy đâu. Tớ liên quan gì ông ấy đâu. Không, tớ chơi game khác. Nhưng mà cậu thấy anh Khoan như nào? Anh ấy là mình, nên mình khóc quá. Ủa, hôm đấy là bạn cậu đang xem mà chứ không phải cậu đâu. Ờ. Cái gì? Giống gì? Ý là giống cái kiểu mà livestream gì nè. À không có đâu. Thực ra là anh Khoa thì gọi như là cái anh mà đang nói ấy thì làm khác công ty tớ. Tớ làm bên mảng Free Fire.
Thì cái đợt vừa rồi mấy anh em kiểu chơi game cả nhau ấy, anh ấy chơi PUBG cơ. Thì cũng có kiểu tất niên công ty kiểu truyền thông điện tử thì cũng có gặp mấy lần, nhưng mà tớ đến xin chụp ảnh cùng anh không cho chụp cùng cơ. Nên là từ đấy rồi mới hơi dỗi cậu ạ, chưa được gặp anh ấy kiểu tử tế bao giờ. Add fan Facebook anh không accept. Dỗi dã man. Cày thế. Ê. Cày thế. Ồ đấy. Hay là do tớ là con trai add anh không accept nhỉ? Thế nhưng mà anh cũng dẻo mỏ phết đấy. Mới làm sao mà dẻo mỏ như anh ấy. Thì như đàn ông phải như thế, con gái người ta mới thích đúng không cậu? Ừ, đúng rồi, thấy anh cũng dễ mỏ mà. Đó không có, trời ơi. Không có được hay vậy. Ờ, nhưng mà tớ có một câu hỏi cho cậu, không tớ có hỏi cậu được không? Dạ. Sao cậu ăn bánh trắng cậu không cuộn thêm cậu như là sốt bơ sốt me gì à? Cậu cứ ăn thế thôi á? À có à, ui trời ôi, lỗi tớ không nhìn thấy. Làm tớ cứ tưởng cậu ăn bánh trắng không, mà sao không ai ship cho cậu cái bịch sa tế là cái gì? Chấm mà ăn cho nó gia vị, không lại sợ nhạt quá. Thế thì cậu xếp cho tớ bịch sa tế đi. Xếp của cậu á? Thực ra xếp thì cũng được thôi, Sài Gòn thì của ngày mai tớ bay vào luôn đúng 12 giờ trưa. Thế đợi nhá. Ừ, nhưng mà thực ra là bây giờ đến quận 4 bây giờ bảo Winty ở trên Aza ơi thì chả biết ai, chả biết là gì ấy. Nhưng mà bây giờ ít phải biết cái tên, cái tuổi như nào ship được chứ không ship kiểu gì rồi. Gọi vô kèo bài anh à, tên đó hả? Em tên Hiếu. Hiếu á? Hả? Hiếu á? Hiếu. Hiếu. Đúng rồi, tên mình tính Hiếu. Không anh, khổ quá, cái tai nghe của anh nó cũ rồi. Nghe mà giận ghê luôn á trời. Không phải, cái tai nghe này nó cũ, nghe lâu lâu nó không ra âm ấy, nên anh mới phải hỏi lại. Anh hơi điếc thì thông cảm. Anh làm việc trong môi trường nghe tai nghe nhiều quá hay bị điếc. Hiếu mà quận 4 mà Hiếu mà quận 4 không biết được thôi, bây giờ quận 4 thì phải. Chúng ta phải có một cái định vị ở cái đường nào mới ship được. À, Tôn Thất Thuyết. Hả? Tôn Thất Thuyết. Tôn Thất Thuyết. Đúng rồi. Bao nhiêu Tôn Thất Thuyết này ngày mai? Mấy giờ cậu ngủ dậy? 9 giờ sáng. Má, dậy gì sớm nhỉ? Tớ toàn dậy 2 giờ chiều thôi con sao? Nhưng vẫn ship được cho cậu được cái gì? Ừ. Nhưng mà ship cậu có nhận không? Có chứ. Phải cậu xuống nhận đấy nhá. Ừ. Ngày mai tớ không gặp Hiếu thì tớ không đưa đâu ấy. Con bánh tráng bình ấy. Nhà tớ làm luôn. Nhà tớ làm bánh tráng luôn. Đây đợi thì tớ lấy cho cậu xem. Ui. Nhà tớ trữ nhiều bánh tráng lắm, nhưng mà tớ vừa ra thế hết hạn hết cậu ạ. Ây da, cái ấy. Ây da, sao mà xạo dữ vậy trời. Đang định xôi lời ra cái thấy hết hạn hết rồi, chả lẽ cầm vào đây khoe cho cậu đúng cái quê thật chứ. Lỗi tớ. Thôi, đang định ship cho cậu cái bịch ở nhà tớ nữa, cái bịch ấy hết hạn là thôi, thế thì thôi. Thế là, thật sự là lỗi của tớ, thế cậu phải cho tớ xin lỗi. Mai tớ mua bù cho cậu bịch khác rồi. Thế cậu nhận không? Vâng. Nhận. Nhận nhá. Nhưng mà nhận đến bây giờ đến Sài Gòn, chả lẽ lên vào Aza vào lịch sử sao lại nhắn cho cậu qua đây, phải có cái gì liên lạc được chứ, chứ không sao mà liên lạc được bây giờ. Tìm chỗ nào hả? Ừ. Thì tìm trên Aza. Ôi dã man thật, tìm vào hư không. Không biết Hiếu có vừa ăn vừa bắt tay không. Tìm trên Instagram. Tìm Instagram á, thấy Instagram ví dụ mà một cái tên đi. Tự dưng lên mạng xong có thằng đòi thuê nhà. Thì gọi cái gì vào rồi? Rồi. Đâu? Hỏi nha. Ấy. Ôi mà, đem em làm bởi trời. Cái mẹ mày đẹp ơi. Vừa thấy cái chữ ở đây mà bắn đem em làm bởi. Vâng, ảnh hút một mình. Cái lùng ma vừa thấy dòng chữ ở đây luôn á. Bro, chỉ cần là kiểu đó, I ain't gonna lie, bro. I ain't gonna lie, bro. Hết đàn ông. Mà hay mong. Ủa? Ủa? Ê Thư! Vô coi nè. Phiền. Cái gì? Ừ, chị Linh Ngọc Ngân. Ôi thật á. Thật. Nè. Hello. Hello. Sao cậu lại hận đàn ông hả cậu? Tại vì... Chết. Tại vì tớ chưa gặp cậu. Thế á? Ừ. Thế là những người đàn ông trước tớ đến cuộc đời cậu đều làm cậu tại
chưa có người đàn ông nào tới cuộc đời tớ đó. Thật ra? Ờ. Điều. Em sinh năm 2010 mà. Không tin. Em mang căn cước căn công dân ra đây, cô mới tin. 2010 chưa có căn cước mà. Không tin. Hết. Vì bạn đó nói đâu, mày cả, không phải đàn ông hay sao? Cả Thư nữa. Ôi. Ơ, biết Thư này. Em vừa gọi Thư ơi còn gì nữa. Đọc. Chứ chả lẽ anh biết tên cả bạn em nữa thì hơi kinh quá. Thế người vừa gọi Thư ơi thì tên là gì ạ? Người hận đàn ông này này. Em tên là ông họ Hận. Đệm là Đen. Là cái gì? Từ từ. Là Hận đàn ông ấy. Là Hận đàn ông. Thôi ừ. Ngày xưa nhá, anh cũng post một cái status ghi mỗi ba chữ hận đàn bà. Nhưng anh bị ban nửa tháng không được up status nữa. Em biết Facebook là ban ngôn từ gây thù hận không? Nhưng mà anh phỏng vấn em một tí, bây giờ mình phải có lý do gì để mình hận đàn ông như thế chứ? Không, em đặt cho vui á. À, chứ không hận đúng không? Có hận. Ok. Đặt cho vui mà vẫn hận. Nhưng mà có không người đàn ông nào làm gì em, tại vì không người đàn ông nào lại đến cuộc đời em, thế là cuối cùng là như nào? Thế tại sao em lại hận đàn ông? Tại vì chưa gặp được anh á. Ồ, không được rồi. Thế thay mặt nhá, cho cánh mày râu và Hiệp hội Đàn ông Việt Nam, thì anh bắt buộc phải gặp em để giải quyết cái mâu thuẫn này đúng không? Thế cho em hỏi, anh hỏi là em ở đâu ạ? Em ở... Ui, mày nói đọc vậy? Thôi người ta lớn rồi, đừng nói vậy. Em ở trong tim anh. Ôi, hận đàn ông ơi. Chưa thấy ai hận mà dẻo mỏ như này đâu, điêu lắm. Biển ai hận thì gặp đàn ông là người ta chửi luôn ấy. Hay ý em, anh không phải đàn ông? Không phải. Nên là em không hận. Đúng rồi, em không hận. À đúng rồi ạ. Ê là em hận đàn ông nhưng mà em không có hận anh. Anh cứ tưởng em coi anh không phải đàn ông nên em không hận hay sao? Không, thì em hận đàn ông nhưng mà anh thì là ngoại lệ. À thế á? Ờ. Nhưng mà tại sao anh lại có được cái đặc ân này? Tại vì anh không... Ủa, tính nói rồi mày bảo nãy. Thôi không, cái gì? Nói cái gì? Bye. Ôi, thế cậu quay màn hình đây. Lỡ bấm nhầm. Ây da, sao nghe cái tiếng gì quay màn hình thế nhở? Không, tại vì thấy anh dễ thương, anh trường hợp đặc biệt duy nhất của em á, nên là nó quay lại. Thế á? Ừ. Nhưng mà nó quay lại chứ có phải em quay lại đâu. Thế chứng tỏ em không thấy anh dễ thương. Thư gì đấy? Thư gì đấy? Hôm nay em có thấy anh dễ thương đâu, tại vì em có quay đâu. Kìa, người ta hỏi Thư có thấy dễ thương, người ta dễ thương. Hỏi mày đi. Em à, không. À, là không. Cả đàn ông trên đời không thấy đứa nào dễ thương. Ồ, lộn, em không thấy ông nào dễ thương hết. Ây da. Kể cả anh luôn đúng không? Thế thôi, anh xin lỗi. Khổ quá, anh không biết là đàn ông bọn anh làm cái gì. Làm em cứ phải hận thù như thế này thì bọn anh cũng rất là áy náy luôn đấy. Thế làm sao để có thể gọi như là sửa lại cái suy nghĩ đấy của em ạ? Dễ bè, khỏi đi. Mừng, không có gì, không có gì. Chết xuống tí. À. Ổ quỷ. Ổ quỷ gì? Thì coi ảnh chắc ổ quỷ nghe ghiệt vãi luôn. Ủa? Ừ. Em đang đọc cái gì đấy? Không có gì. Không, em nhớ anh hát bài ổ quỷ gì em còn trên TikTok đi. Đâu anh, đấy không phải anh hát đâu, đấy thằng em anh. Ôi. Anh có biết hát đâu? Chụp tấm kỷ niệm đi. Chị em xin chụp một tấm được không? Được. Không, nhưng mà chụp ảnh với anh online thì phải chụp ảnh với anh offline nữa cơ. Trời ơi, sao chụp được offline đây? Thế nó mới hay, mình phải tìm cách thôi. Muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm lý do à? Đúng rồi. Ơi, chụp ảnh chưa? Không, với lại em muốn tìm lý do. Tìm lý do á? Thế ví dụ một cái lý do hay ho để bây giờ mình triển khai là cái gì nhỉ? Alo. Trông bạn này quen thế nhở? Quen á? Quen á. Ê sao mặt mày đỏ vậy? Họ tưởng mày xỉn á. Trông cậu cũng quen mà. Quen như nào? Không biết, chắc gặp ở đâu rồi. Nhưng mà sao tới lại quen này cậu? Trong bộ đồ cosplay nào đấy. Ủa? Sao biết? Ủa?
có fan cậu mà ở kia. Không, cậu đi ô thuyền lắm. Thế ngoài cái đấy ra thì cậu còn nhìn thấy cái gì không? Thấy gì nhỉ? Thấy gì để tớ kiểm tra em thử. Xem có thật trong hay giả vờ. Chắc không nhớ gì rồi. Thế gì? Tớ chỉ theo dõi chuyện tình cảm của cậu thôi. Chuyện tình cảm á? Tớ làm gì có tình cảm gì mà theo dõi. Tớ làm gì đã có cái gì đâu mà theo dõi chuyện tình cảm. Thà rằng một con người có tình cảm ấy còn theo dõi được chứ tớ đã làm gì có gì đâu. Thế chuyện tình cảm nào rồi? Thế cậu theo dõi là gì nào tớ nghe? Gái mà đây. Với bạn gái tên đi. Nhạy cảm quá hả cậu? Không. Tớ đang nghe rồi, thế còn gì nữa không cậu? Cái thế được. Cái đấy là, cậu ơi, chuyện tình cảm, cậu bảo cậu theo dõi. Thì mình là con người, mình theo dõi cái gì đang xảy ra hiện tại thôi. Cái chuyện đấy là chuyện xa lắc xa lơ từ đời nào rồi. Thế sao lại mình lại theo dõi chuyện cũ thế hả cậu? À không, tại các cậu bên chat hay đào. À. Nên là tớ cũng đấy. Ôi, thế là cậu làm như đúng lời kênh chat luôn à? Mày thế hóa ra là do kênh chat đúng không? Bạn, các cậu kênh chat hay nói tới nên là nó bị giữ sâu trong tâm trí ấy. Còn hiện tại của cậu tớ đâu có biết đâu. Không, hiện tại tớ chẳng có ai cả. Nhưng mà bây giờ nếu mà, nhưng mà cậu bảo là cậu bảo là bạn này trông quen, xong tớ là fan cậu mà, xong nhớ mỗi với cả Viper, thì cậu thử xem thế nó có được không? Ờ, chứ phải nhớ gì hả cậu? Thôi thà mình tìm những cái kỷ niệm nào đẹp đẹp hơn nữa. Kỷ niệm cho đôi mình thì còn may ra, chứ kỷ niệm nào của cậu đẹp ngoài kia thì nhớ làm gì? Đôi mình đã bao giờ biết được gặp lúc nào đâu mà có kỷ niệm gì hả cậu? À thì thế nên mới không nhớ cả. Thế đôi khi mình bây giờ mình phải làm nào để trí nhớ chúng ta có thể tôi luyện đi nhở? Để có thể nhớ đi nhở? Chứ còn trí nhớ mà không dùng để nhớ nhỉ? Ai thì để làm gì bây giờ? Không biết được ấy. Bây giờ theo cậu một ý kiến hay mày, tập luyện trí nhớ của mình thì phải làm nào cậu? Tôi không có ý kiến cậu ạ. Không ý kiến á? Tức là cậu là một người như nào cũng được? Cũng không hẳn. À thế à? Thế phải để miêu tả lên là ý cậu là như nào? Không ý gì cả. Không ý gì cả luôn. Đừng đào sâu vô tớ. Đừng tớ gì chỉ cơ? Quan tâm. Đừng đào sâu vô tớ. Tớ chỉ quan tâm với vấn đề của cậu thôi. Đừng vào sâu à? Nó có hỏi gì sâu xa đâu. Mặt cậu đỏ thế nhờ. Mặt tớ đỏ đâu? Lúc nãy giờ cũng mệt nhờ cậu nhờ. Nghe kính. Đâu do cam này đấy. Do cam này hơi đỏ đỏ, chứ còn tớ nhìn tớ trên này trông là trắng lắm. Chả sao lên mà, lên cái này trông đỏ, rất là đỏ luôn. Nhưng mà nhìn trên livestream cậu bị đẹp trai ấy. Ôi thôi cậu cứ khen. Hôm nay hay là mặt tớ đỏ do tớ ngại đấy. Gặp kiểu một bạn chả biết tên là Mzenka trên Aza cũng bị đáng yêu, thế là kiểu người mình con trai mình không biết nói chuyện con gái nào, hơi ngại tí, cậu thông cảm đấy. Eo, tớ đã bảo tớ là fan cậu thì làm sao mà tớ không biết được cách nói chuyện của cậu với các bạn nữ cậu nhờ. Nghe điêu cực. Tớ đã nói chuyện với con ai con gái bây giờ đâu. Lúc nãy tớ còn đang xem live đấy cậu ạ. Đâu, mấy bạn kia toàn chiêu tớ thôi. Còn tức là bạn mấy bạn qua toàn kiểu ấn cái là bạn nick luôn, nên đã được dừng lại nói chuyện đâu. Làm gì có tính đâu, cậu chính ra là người đầu tiên, con gái đầu tiên mà nói chuyện tớ tử tế một cuộc hội thoại trong buổi tối ngày hôm nay đấy. Nãy giờ tớ chưa nói chuyện với ai luôn. Thế bạn tin nhắn Instagram hồi nãy xong rồi bị đứng thì sao nhỉ cậu nhỉ? À không, cái đấy tớ nghĩ là do duyên phận là ở trời rồi. Tự nhiên mạng nó lag đúng lúc đấy thì mình chịu thôi chứ biết làm sao bây giờ. Thế là ông trời bảo là con không được biết Instagram của bạn này. Hình như là ông trời bảo là thực ra cái bạn mà con cần tìm là bạn này này, chứ không phải bạn trước. Thế bây giờ phải làm sao? Tại vì nói chuyện nãy giờ với cả cậu không đơ, với bạn kia là bị đơ một phát, thì tớ nghĩ là tớ hiểu ý ý trời là như nào. Thế là như nào cậu nhỉ? Thì đấy, thì chắc là ông bảo là chắc không là... phải bạn kia để hỏi cậu đấy.
Là gì cậu ơi chị? Cái gì đơ cơ? À không, nhưng mà tớ fan cậu thật đó. Fan thật lắm? Theo dõi cậu nhiều cực. Thôi cậu đùa, cậu chơi lắm. Tìm livestream mỗi ngày. Mỗi ngày luôn? Ừ. Thật ra? À không, cũng tùy hôm. Rảnh thì sẽ xem. Đúng rồi, còn chán thì không xem đúng không? Thì cũng đúng đi. Ôi, cậu đùa có gì đâu. Ôi, nhưng mà xem thật ra xem lâu chưa hả cậu? Tò mò tí. Xem á, chắc từ 2021. 2021 á? Hình như thế, tầm tầm đấy. Nói chung là theo dõi anh em trong team. Xong rồi, trong đó có cả cậu. Thế cậu biết đến tớ là chắc là từ anh Độ. Mấy trần bắn xét rồi. Ý là tớ là con gái và tớ không thích xem bắn súng. Nhưng mà lúc mà xem cậu bắn thì gọi là sao nhờ? Bị mê, không phải bị mê, không, sai từ, nó gọi là sao nhờ? Bị thích sẽ của ô, cậu hiểu không? Thích xem. Ui, nhưng mà bây giờ tớ bắn gà lắm. Ê, mày bắn gì vậy đấy? À thì giờ tớ cũng đâu xem cậu cho CSGO nữa đâu. Đúng, tại vì bây giờ gà quá mà. Bây giờ gà quá rồi, bây giờ có bắn thì chắc là cậu chửi cho đúng không? Đấy là ngày xưa đúng không? Thì giờ xem cậu thắt sâu. À, bây giờ xem cái khác đúng không? Bây giờ anh bắn gà thì anh làm cái khác. Anh làm Tôn Ngộ Không. Chẳng hạn như tụi nói chuyện với các bạn này hay mà. Vui mà. Cái gì cơ? Cái lúc cậu thắt sâu ấy, xong rồi nói chuyện với các bạn ấy thì thấy hay mà. Vô công cho ta bài học. Gái đẹp là yêu quái. Lúc nói chuyện với cậu tớ có kiểu bình tĩnh từ từ chứ. Lúc talk show tớ như thằng điên ý. Ừ, cậu nói nhanh nhiều khi tớ còn chả nghe được ấy. Không nghe được á? Cậu nói tiếng nhanh quá. Nhanh quá à? Thì tớ nói chậm lại cho cậu dễ nghe nữa. Từ mai luôn. Talk show tớ chỉ nói chậm cho cậu nghe thôi. Đấy, lại space rồi. Cậu ơi. Ủa, gặp lại nè. Hôm nay tớ đè tay vào phím. Ừ. Thật sự là lỗi của tớ luôn ấy. Chứ không phải tớ next đâu. Tớ đè nhầm tay. Không xeo. Thế là tớ đi tìm cậu nãy rồi, tớ không tìm được. Tớ tìm cậu không có người. Tớ bảo tớ đang đi tìm cậu. Có người mắng tớ. Sao vậy? Sao? Tại sao lại có người mắng? Chắc là... rồi cưới thôi, tao còn bay. Ông nào ấy, chắc là cũng thích cậu. Thế là tớ cãi nhau với ông ấy một hồi. Là sao? Không biết được đâu. Thế trên Aza này cậu có lỡ kiểu kết bạn với ai không? Không. Chả hiểu tại sao. Ồ, nãy bị mắng luôn mà. Chả hiểu sao. Nhưng mà lúc nãy đây này, tại vì tớ nhá, tớ kéo qua bên này, trong lúc này tớ đè tay vào bàn phím ấy, nó reset cái. Thế là tự nhiên cậu vụt đi mất. Tớ cứ tưởng trời sụp đổ. Bão tố kéo đen tớ. Cố tình lướt thì có. Không có cố tình. Cố tình người ta đi luôn. Người ta lướt ra đây, người ta ở lại nói chuyện cậu nữa làm gì. Người ta đi tiếp rồi còn gì nữa. Đúng không? Ồ. Đúng rồi. Thế là tớ vẫn nợ cậu bịch sa tế đúng không? Đúng rồi đó. Thế bây giờ lúc nãy cậu... Nhưng mà hồi nãy hả? Ừ. Em mới điều tra ra được nguyên bấm giùm chị cái tên này đi. Hồi nãy em hỏi anh là phải không? Mà anh kêu anh thôi. Anh kêu là không phải. Cậu kêu là ghét anh Gambo nữa chứ. Cậu hỏi là... Trời ơi, đúng là lừa đảo thiệt á. Đâu đấy phải anh đâu. Chứ ai. Mission fail. We get em next time. Ủa sao người ta biết hay vậy? Ồ, cái gì mà em không biết hả anh? Ghê vậy. Thế còn biết cái gì nữa không? Nguyên hình sự đó anh biết không? Hình sự à? Hình sự quận 4 thành phố Hồ Chí Minh à? Ơ, thế tìm ra ở đây đâu, thử ấn thử nút xanh xanh để xem mày có hiện ra gì không? Em biết TT khung. Điện thoại kìa. Điện thoại. Ôi. Đây còn xem là mày nó có cái hiện này hả? Đúng rồi, ấn thử nút kia kìa. Ấn thử nút này hả? Ừ, ấn thử nút xanh ý. Hình như nút đấy là nút lấy sa tế đấy. Đúng rồi, nút sa tế đúng không? Hình như thế sao á? Có xấu không? Không, để em thử. Girl, where you go? Đâu? Tóm lại để lấy bịch sa tế. Nếu mà bây giờ mà bấm không ra là anh này lock chị rồi. Sẽ bấm không ra. Đấy. Follow đi.
Hôm nay anh Rambo không em like nha. Anh Rambo á? Anh Rambo có like mà. Vậy hả? Nhưng mà anh không lên Lazada rồi. Ủa em nhớ anh Bô ở đấy, anh gọi anh Bô cho anh gọi luôn bây giờ nhá. Gọi đi anh. Đâu nhưng mà em tên là gì để anh biết, anh còn bảo anh Bô chứ. Em là Kim Nguyên, Nguyên Hình Sự. Nguyên Hình Sự. Nguyên Hình Sự à? À thấy rồi. Ê nhưng mà tí. Thấy chưa? Nhưng mà tí nữa mà có nhiều kiểu lời mời follow có hình bikini quá thì đừng chấp nhận nhá. Lỡ thôi. Tức là đấy không phải bịch sa tế đâu, đấy là bịch mìn đấy nhá. Đừng chấp nhận. Trời đấy nhá. Trời ơi, gì vậy? Anh lừa đảo rồi. Sao anh lại lừa đảo? Anh lừa đảo làm gì? Em chỉ muốn lấy bịch sa tế thôi. Thì đúng bịch sa tế đấy thì em chấp nhận, còn mấy cái bịch khác em đừng lấy nhá. Người ta đưa kẹo, đưa hoa, đưa quả cái gì, hàng kém chất lượng anh không chịu trách nhiệm đâu đấy. Xem lại cười rồi. Chứng tỏ đang này tinh. Đúng rồi đó. Đừng. Trời ơi. Em đợi đi. Thôi em chỉ muốn lấy bịch sa tế thôi. Ủa quê anh ở đâu? Anh ở Hà Nội mà đúng không? Hà Nội có bánh tráng hả? Có bánh tráng luôn, bánh tráng miền Tây luôn, cho cẩn thận luôn. Miền Tây, miền Nam có hết luôn. Hồi nãy anh còn bảo là anh đi lấy bịch bánh tráng nữa mà. Ủa, nhưng tự nhiên lại hết bánh tráng. Trời đất ơi, bánh tráng hết hạn. Mang vào đây cho em bịch bánh tráng hết hạn thì đúng là quê lờ. Thôi, để mai anh mang bịch bánh tráng sa tế khác. Anh nổi hả? Anh đã ăn bánh tráng Long An chưa? Bánh tráng Long An á? Đúng rồi, khi nào anh vô Sài Gòn đi mua cho anh bánh tráng Long An ăn. Có thì không? Em chỉ mua cho chị anh Bô thôi, em có mua cho anh đâu. Còn chị này là ở Tây Ninh nè, Tây Ninh cũng có bánh tráng Tây Ninh ngon lắm. Thế anh thích ăn bánh tráng Tây Ninh. Em hỏi bạn em có, anh có ăn được ăn bánh tráng Tây Ninh không ạ? Chị ơi, anh bị cái này, bị Long An bắt cái tô dễ sợ. À, anh Huy. Vậy hả? Anh Huy xếp hả? Thôi anh nói chuyện với mấy bạn đi. Ừ. Còn sa tế anh gửi sau nhá. Dạ ok, bye bye em. Ok em chơi chị em, bye bye. Dạ. Ui. Chào cậu. Anh là đếp hả? Hình như anh vừa nghe tiếng chú Bảnh. Nhưng anh không phải đẹp không? Ủa? Anh là đẹp thì cơ hả? Nhưng mà em biết đẹp à? Nhưng mà em biết anh. Anh à? Ủa? Anh là đẹp Nguyễn hả? Không. Anh là Kiên. Ồ. Anh tên anh thật là Kiên. Kiên. Anh tên thật là Kiên. Nhưng mà đẹp là ai hả em? Đếp là anh á. Anh á, đâu anh tên Kiên mà. Ủa, em tưởng anh Biệp hả? Không, anh có thằng em, anh em sinh đôi. Thằng Hoàng đúng không? Có phải tên là Hoàng không nhỉ? Cái này là chiếm phát lại hả ta? Này là chiếm phát lại hả? Sao phát lại được, anh đang nói chuyện trực tiếp với em mà, tại sao phát lại được? Vãi, gì vậy? Thiệt đúng hả? Không thì giả, trời ơi, có phải ai có ý đồ lừa đảo người khác đâu. Hả Mai? Ồ, em tên Nhi á. Khổ quá, anh em để tên là Nhi Mai, anh không biết gọi như nào là lần cho nó hợp lý. Thế Nhi biết anh à? Dạ vâng, em biết anh á. Ở quê đấy, thầy. Nhưng mà anh chỉ kiểu chạy trốn khỏi những người biết mình thôi, anh chỉ nói chuyện người lạ thôi. Nhưng như biết, nhưng mà từ từ đã, biết là nó có hai kiểu, đúng không? Một là biết thì thích, hai là biết kiểu người ta nhưng mà ghét ông này vãi lều. Thế Nhi là loại nào nhỉ? Chắc em loại biết 3. Nhưng mà thích. Biết nhưng mà em thích. Biết anh nhưng mà thích anh. Không, hình như là Nhi là móc 3. Thích, à đầm, biết nhưng mà chắc là cũng bình thường thôi. Chứ để mà thích thì anh nghĩ là Nhi đã khác rồi. Thích mà. Thiệt đó. Ồ, trên cái thích luôn ấy. Nói điều thế. Ôi, trời không ngờ sao em gặp anh trên đây được hay vậy. Anh à? Ừ. Đi chơi lâu lâu anh lên đây nói chuyện. Tại vì bình thường anh kiểu chả nói chuyện gai bao giờ cả. Con gái càng không ấy. Nên em muốn lên đây để anh luyện tập nói chuyện cả mọi người để mình có thể trở thành một người cười mở hơn. Tập với gái luôn. Không, trời ơi sao em lại dùng cái cụm từ nó nhạy cảm đấy. Ý là anh muốn luyện tập cái kỹ năng giao tiếp của mình.
khi mà mình đối diện vào một người phụ nữ. Đấy, chắc là ai gọi là nó tập nói chuyện với gái nghe nó phản cảm. Nhưng mà mình cũng luyện tí thôi. Dạ, ừ. Dạ phụ nữ luôn hả anh? Chứ không. Chứ bây giờ phụ nữ người ta hay đánh giá lắm. Kiểu đi gặp dạ. người ta, mình ấp a ấp úng ấy. Người ta bảo mình kém, người ta bảo mình hèn. Không hiểu đàn ông ấy. Nhị gặp trường hợp nào như thế chưa? Dạ, em đang gặp đây. Đấy, thấy chưa? Thế thì anh càng phải luyện, đúng nhỉ? Ngón này sao anh luyện? Nhưng mà em thấy anh cũng cải thiện được ít rồi đó. À thế à? Dạ. Thế ví dụ mà trên một thang điểm đi, mình cứ cho mắc là 10, thì cái kỹ năng, cái sự tự tin của anh nó đang là số mấy ạ? Nhi cứ cho anh một đánh giá công tâm để sau này anh cố gắng hơn. Công tâm ạ? Công em tâm mà nói anh, đi. Em đang thấy anh tầm khoảng 9,75. Rồi. Thì cao thế. Cao mà. Có điều là em trừ anh một ít điểm do anh nhầm tên em thôi. Trời ơi, không phải lỗi của anh. Tên là Nhi Mai, thế anh đọc là Nhi Mai thôi, anh tưởng em tên là Mai. Ê nhưng mà từ đã, 9,75 là điểm cao đúng trên 10 đúng không? Trên 100. Ta đủ quá, thấp dữ vậy trời. Trên 100 thì là anh không biết, là coi như là anh trên thuộc loại trên 10. Kém vãi lều, không biết gọi là nói chuyện với con gái đúng không? 100 chia 10 anh ạ. À thế á, là 10. Thế 9,75 trên 10 là điểm cao đúng không ạ? Dạ vâng. Thế là ý em đang bảo là anh có thể nói chuyện được với con gái. Được mà. Thế sao anh nói chuyện với ai người ta bỏ anh ấy? Sao lại bỏ? Anh ai biết em đâu. Bỏ anh đâu. Em đâu có bỏ anh đâu. Thì có phải ai cũng tên Nhi đâu Nhi. Khó nói lắm. Nhi ạ. Thế tại sao hả Nhi? À anh biết rồi. Thế bây giờ anh thử hỏi Nhi với tâm lý phụ nữ đi. Đây. Nhi thử đánh giá hộ anh. Anh sẽ đứng ra đằng bên này. Anh sẽ đứng ở đây. Nhi cho anh hỏi là 1m70 là chiều cao thấp hay là cao? Nhi có chấp nhận được một người đàn ông 1m70 không? Cao. Hả? Được, tại vì em lùn. Em á? Ôi lùn là bao nhiêu, làm gì có phụ nữ lùn. Em cao. Biết anh cao hơn em. Anh cao hơn em là anh cao rồi. À. Nhưng mà ngày nào anh cũng bị chê là vừa lùn vừa béo, vừa xấu, đầu ấy như lông nờ. Anh buồn lắm. Ai chê anh giờ hay anh tự bị giờ? Anh không có bịa luôn, ngày nào anh cũng bị mà. Chỉ có mỗi Nhi là khen anh thôi, thật. À mà không phải khen, ý là động viên thôi. Đấy, phụ nữ cũng thế luôn. Phải không? Này, anh cũng đôi khi anh cũng hiểu. Mình làm chàng trai, đang tuổi gọi như là hoài bão. Chưa gì trong tay. Nhưng đi đâu phụ nữ anh tự tin lên, anh tự tin lên chứ. Thế á? Phải tự tin lên đúng không Nhi? Dạ, dạ. Đúng, phải tự tin như Nhi. Thế Nhi có người yêu cho Nhi? Em không, bây giờ em không. Sao lại không được? Nhi ở đâu? Em ở Sài Gòn. Quận mấy này? Ai có nhiều thằng em ở Sài Gòn lắm Nhi ạ. Sự luôn. Dạ. Ừ. Một người như Nhi này không thể để Nhi một mình được. Anh tốt bây giờ. Anh tốt chứ. Trời ơi, anh có thể anh không tốt mà. Không. Xứng đáng có 10 người yêu luôn. Không có, anh có thể không kiếm cho anh nhưng mà kiếm được cho những người xung quanh anh làm được. Thật luôn. Thế anh, nhưng mà anh cũng mong một ngày anh cũng tìm được tình yêu đích thực không? Một ngày nào đó. Em cũng mong vậy. Thế à? Nghe anh kể tội anh quá, thương anh vãi. Thôi Nhi ơi, nghe khách sáo quá, thề Nhi ơi. Thế Nhi ở, thế Nhi ở quận mấy nhiêu? Cái vấn đề là Nhi muốn có người yêu không? Anh có mấy thằng em được lắm. Thằng nhá. Thằng quận 4 anh có ạ. Quận 4 đúng không? Anh có mấy thằng em, nhiều thằng em luôn. Thằng thì nghiện ma túy, thằng thì lên phường tết nước tiểu. Thằng thì chém 4 thằng nhập Việt. Xong có thằng thì nói chung là nhà cũng ok, mỗi tội là đi tù rồi. Nói chung là nhiều thể loại đàn ông. Anh có thể kết nối cho Nhi. Mà tùy xem mà Nhi thích loại nào. Có ai giống anh không? Giống anh à? Giống anh là như nào? Em phải miêu tả giống anh là như nào chứ. Thì anh còn biết chứ. Thì giống như anh ấy. Giống như anh á? Là... Giống y chang anh luôn. Y chang anh luôn á? Ai à? Y chang anh hơi khó. Thực ra là cái... anh lên trên mạng, anh cũng... Đợt trước anh cũng cắt một kiểu đầu gọi là đầu nấm ấy. Anh thấy có mấy anh em cắt giống anh, trông cũng nhìn cũng 1910 á. Không biết là Nhi có thích không? Chứ còn anh thì cá nhân anh thế này. Là anh rất thích mảnh đất Sài Gòn. Anh đã từng nhiều lần đi tìm chân lý của anh trong đấy rồi. Nhưng mà khoảng cách nó hơi xa quá. Mà anh kiểu ở xa người mà mình theo đuổi, anh bị bất an. Không biết người đang làm gì. Anh bị noi. Từ những lần trước rồi. Nhi hiểu không? Ừ. Đấy. Cứ một ngày nào đấy Nhi thử tưởng tượng
mình đem lòng đi, mình trao cho người ta, mình đưa nhau, đưa như này này, đúng không? Đó, người ta cầm một tay, người ta đút vô túi, ok, người ta bảo là người ta sẽ giữ mình đúng không? Đây đây, trong cái túi này. Nhưng mà tay phải người ta cũng cầm của một thằng khác, người ta cũng giữ trong túi. Đấy là người ta bảo, à, mình cũng giữ cái này luôn. Đấy, thấy không? Thế nên là để mà ngăn chặn cái điều đấy xảy ra, đấy, anh phải là người đứng ở đấy. Thế là từ đó giờ ngày xưa anh gặp, thế là từ bây giờ anh bị mất niềm tin vào tình yêu rồi nhỉ? Khổ lắm. Ồ, khổ mạnh tôi quá. À, không, nhưng mà đôi khi anh hơi kể khổ thế thôi. Nhưng mà dạ, đấy là 1%. Còn thực ra là 99% đôi khi anh cũng kiểu tự nhận thế là anh cũng... Thực ra anh là... Anh tự thấy anh muốn tự nghĩ anh là người tốt với cả mang cái kiểu intention tốt. Nhưng mà về 50% còn lại, đôi lúc anh cũng hãm hơi bậy một chút. Nhưng mà cũng con người ai cũng có cái hãm, đúng không Nhi? Kiểu thế, không hãm này thì hãm kia. Đúng rồi. Đấy, nhưng mà dần dần anh nghĩ là tương lai nào đấy anh có thể bớt hãm đi. Nhưng mà bằng một cách yêu người nào đấy nhưng mà anh chưa biết nhỉ. Thế Nhi thì sao? Em nghĩ là anh nên yêu một người nào đó không, nghĩa là hãm được cái sự hãm của anh lại ấy. Ờ, thôi coi như em chưa nói gì được. Không, từ là anh tò mò. Em thấy anh không hãm. Không, hãm được sự hãm là như nào nhỉ? Là hãm hơn anh. Không, hãm nó hãm lắm anh ạ. Em thấy anh không hãm đâu. Không phải đâu. Là đôi khi, kiểu đôi khi bình thường thì mình không hãm đâu, nhưng mà đôi khi mình thân nhau quá ấy thì cái hãm nó bộc lộ ra. Nhưng mà thân nhau thì đâu có ai nói bạn mình là hãm đâu, đúng không anh? Không, ý là thân ở đây là thân trong tình yêu. Tôi yêu nhau, thích nhau rồi ấy. Nhưng mà nếu là yêu nhau rồi thì những cái sự hãm đó mình sẽ kiểu giống như mình sẽ thấy nó dễ thương á. Anh hiểu em chứ? Rồi anh hiểu. Nhưng mà vấn đề là thực ra nhá, cái người mà kiểu tự thấy thế là thực ra là anh thôi, chứ còn đôi khi anh chưa thấy ai feedback thế bao giờ ấy. Đấy, mình kiểu tự thấy thế thôi, không biết phải làm sao. Thế mình bị kiểu cái cảm xúc, và mình cũng không muốn cái hãm của mình đấy ảnh hưởng người khác đâu. Thế mình không yêu ai, mình cự tuyệt nàng đi luôn. Anh hỏi thì cho lú thôi, chứ thực ra anh không quan tâm đến bản thân anh yêu ai đâu, anh kệ. Bây giờ anh chỉ quan tâm đến việc Nhi vui hay không thôi. Dạ, em cũng quan tâm việc anh có vui hay không. Không, anh vui, anh buồn mặc kệ con mẹ anh đi. Anh quan tâm Nhi vui thôi. Nếu như mà thằng nào quận 4 đúng không, làm Nhi buồn, cứ nhấc máy lên, anh có thằng Khang, lịch sử đấu của nó cũng như là 3 lần đi tù, nó sẽ chăm sóc Nhi đặc biệt. Ý là chăm sóc từ xa thôi. Anh sẽ cử ngay một thằng cu em của anh. Được chưa, cu em ở quận 4 đúng không? Dạ. Ok, thằng em anh ở quận... Chăm sóc từ xa là như nào? Anh không biết được. Ở đâu? À, tại vì ở trong đó thì nó xa đúng không? Nó không có đi ra ngoài được á. Ý là thằng đấy là nói chung là cũng gọi là chùm ấy. Tức là nó ở sau cái trại giam. Nhưng mà nó kiểu nói chung là nó truyền tin ra ngoài được. Ví dụ mà Nhi bị ai đụng ấy, nó truyền cho đàn em nó ở ngoài tù. Nó đi gọi như là đi bảo kê luôn. Đấy, thằng nào thì còn làm Nhi buồn ra thôi. Em liên lạc với bạn đó kiểu gì? Em á? Nhắn Facebook. Đường thân. Nhắn Facebook được. Trong đó có mạng không vậy? Có. Nói chung là nó là nó cũng không, anh cũng không biết tại sao, nhưng mà đôi khi nhắn Facebook nó vẫn rep được. Không biết là có quản lý cầm page như nào. Kiểu thế. Nhưng mà có được không? Bây giờ hay anh cho em xem thử kiểu ảnh của nó nhá. Xem em xem có được không? Yes. Biết đánh đàn. Từ từ đã. Sao ảnh nào của nó cũng xấu thế nhỉ? Đây, ví dụ nào đẹp đúng không? Không có. Đây, bây giờ một người đàn ông, bây giờ em chưa nhìn thấy mặt đi, em chỉ nhìn qua ví dụ đây như này đấy, cái style như này có được không? Style như này có được không? Hip-hop nữa, street boy rồi đó. Không, hip hop bẩn đấy mà. Thằng này không hip hop đâu, nhưng mà ý là cũng bẩn dạ. Tí thôi. Hơi hip hop bẩn thôi. Cũng bẩn hả? Hip hop bẩn. Đây. Được không em? Hip hop bẩn. Nhưng mà không thấy mặt. Không thấy mặt thì đấy, thì kiểu hip hop bẩn mà mặt nó cũng bẩn ấy, nên là cái gì sạch thì nó khoe ra thôi. Đây thấy mặt luôn. Đây. Thấy mặt nhưng mà không thấy nắng em ạ. Trông như này có được không em? Thấy mặt là thấy mặt dữ chưa anh? À, thì đấy em thấy nó bị ngược tán á.
Thì đấy, đấy đã thế, đã biết đánh đàn, còn đéo biết chụp ảnh nữa. Đây đây đây, có mặt luôn, uy tín. Hình như là đôi khi ấy, nó nửa ngày nó làm người, nửa ngày nó làm gì. Đây đôi khi nó hay đeo dọa mõm như này này. Đấy. Sao bạn đó ở trong nhà mà nó cũng đeo vậy? Chắc là không biết nhưng mà cái style của người ta nó như vậy, đúng không? Mình không nên mình không nên đánh giá phong cách của người khác. Không, không, em thắc mắc vậy. Nếu như mà người ta cảm thấy là ở nhà người ta thích đeo thì người ta đeo được. Không, nhưng mà anh có một lý do hay hơn. Đây nhá. Nó là một thằng làm việc cho anh. Buổi tối nó đang làm cho anh đây này. Nó đang làm cho anh luôn. Dạ. Hôm buổi sáng thì nó đi bán giày, buổi chiều nó đi gọi như là quản lý câu lạc bộ âm nhạc ở trường đại học của nó. Nhưng mà ý là nó quản lý, tại vì là trong câu lạc bộ đấy là toàn là gái thôi, chứ còn con trai nó cũng không quản lý đâu. Còn buổi đêm thì nó đi, nó đeo khẩu trang này là nó chuẩn bị đến ca đêm của nó. Em biết nó làm gì không? Làm gì ạ? Đi trộm chó. Thì nó mới đeo khẩu trang đấy. Đấy. Thế nên là cũng hiểu cho cái tính chất đặc thù công việc nó một tí. Đôi khi nó như kiểu đồ bảo hộ ấy. Thế em thấy một chàng trai như thế đã đủ làm em siêu lòng chưa? Nghe câu chuyện khá là thương tâm. À không, ấy. Khá là... Dạ. Không, không. Ý là em cũng cảm thông được cho bạn đó. Công việc của bạn đó cũng... Nói chung là công việc nào mình cũng phải quý trọng mà. Đúng. Là đó, dù... Dạ, em thấy khá ok anh ạ. Quá ok, dạy em chấm điểm đi. Quá ok luôn. Chấm điểm luôn hả? Đúng rồi. Thôi không chấm điểm người ta đâu. Không chấm điểm à? Em thôi. Không thích chấm điểm người ta đâu. Thế sao đến anh thì em chấm điểm? À. Ôi, ở vậy hả? Ừ. Tại vì anh quá tuyệt vời á anh. Anh là ngoại lễ của em. Ôi da, Nhi ơi, trời ơi. Giọng Nhi thế này mà Nhi độc thân anh không tin đâu. Ủa, con gái miền trong đấy toàn gió mật ai thôi. Toàn lừa đảo chứ. Có bao giờ thấy cái gì thật đâu. Nhi biết anh cũng thích này, chứ bây giờ mình biết từ đâu này, anh cũng hơi tò mò thêm một chút. À, anh em xem biết, người... em biết anh hả? Anh streamer thì em coi ở đâu? Em coi trên những cái app chứ livestream. Thật á? Vì anh mà em chơi app này luôn á. Thật á? Ừ, thiệt mà. Em coi video của anh thôi, em mới tải app này em chơi mà. Tự nhiên cái gặp anh luôn, á thiệt chứ. Ai da, sao lại truyền cảm hứng chơi Aza thế nhở? Tức là chỉ xem anh chơi cái này thôi đúng không? Em có nghe anh rap nữa. Mà anh rap dở lắm, anh đợt tới anh có thể anh đi học học nhạc. Trời. Một ngày đấy anh rap hay cho em nghe. Em nghe anh rap mà em kiểu em thích luôn á, em thích nghe hơn cả bản gốc luôn ấy, anh cover hay bài. Oh shit, thế là ví dụ như bài gì vậy? Thì anh có rap của Woody á. Woody à? Ừ. Hay là em thích Woody? Không, em ý là em chỉ nghe rap thôi, em không có phải fan ấy. Thế em ghét Woody? Thì em có nghe anh rap. Anh một chiều. Số bài. Thì anh biết em thích, em thích ca sĩ nào rồi? Ca sĩ nào? Anh Jack. Em thích hả? Anh Jack không? Bao giờ anh rap, Jack có mấy bài rap hay nha. Jack hả? Jack rap. Thì em đom đóm mà. Oh no. Thật không anh? Đom đóm mà. Đâu cho anh thấy, đã anh cũng là đóm đâu, cho anh thấy thử xem. Đợi em thử thi phạm một đoạn đi. Xem đóm cỡ nào. Đóm? Đóm cỡ nào? Thiên Lý ơi, em có thể ở lại đây không? Dạ. Tiếp đi thôi, cái mô một câu đây. Trời ơi, đóm là mình phải bắn liên tục luôn. AK thế này nè. Thiên Lý ơi, quá sợ người ta thấy mình đóm ấy. Em quên, ý là sợ người ta thấy mình cuồng nhiệt quá. Ok. Là một đóm tại sao em lại phải sợ người khác thấy mình đóm nhỉ? Tôi tự hào cái lòng đóm luôn. Yes. Fan club. Đâu anh hát full bài em nghe rồi. Quên rap rồi, rap rồi. Rap à? Ai da, nhưng mà điện thoại anh hôm nay không bật beat được hết pin nữa chứ. Chứ còn rap về anh Jack thì như là anh biết một đoạn rồi. Bình thường anh chỉ nghe hát thôi. Nhưng anh vẫn là đóm nhá. Yeah. Để không khác. Để bao giờ anh luyện được rap của anh Jack, anh rap lại cho Nhi nghe. Nhi bình thường Nhi chơi cái này, Nhi có gặp được ai không? Ok không? Có. Có hả? Có. À dạ, thế là cũng khoái. Cười như này chắc chắn là add Facebook rồi này. Đấy, add Facebook rồi, đấy. Đúng không? Xong. Add Facebook rồi. À thế, ôi đấy, xong cười nhẹ thêm phát nữa. Thế này là rủ đi chơi rồi này. Đi chơi xong về, nhưng mà đi chơi xong về cười chưa tươi lắm thì có thể là anh ấy
chắc anh ấy bắt nhì trả tiền hay sao ta? Đi mà đi chơi, ý là làm bạn mà. Nhưng mà anh ấy có muốn làm bạn không? Hình như anh ấy muốn. Đúng không? Anh cười vậy. Không, tức là nhì muốn làm bạn chứ anh ấy có muốn làm bạn đâu. Đúng không? Anh ấy muốn làm bạn mà. Ở đâu anh muốn gì làm bạn. Nhưng mà ý là đi xong cái không, thật ra là hai đứa nói chuyện vui vẻ thôi anh. Không có nghĩ đến cái mối quan hệ khác á. Em thấy bạn đó nói chuyện hợp hơn nên em ạc. Thế chỉ là bạn đó. Bạn thôi. Ôi, cái tầm mà anh gặp được ai nói chuyện hợp trên này anh cưới luôn. Không thể làm bạn được, làm bạn nên lỡ nhìn người khác đi lấy mất cái người nói chuyện hợp này. Anh tự tưởng tượng ra một ngày anh đấy. Thế anh nói chuyện hợp với ai vậy? Anh gặp anh chưa biết là anh cảm giác là anh... Ủa, anh nói chuyện... Anh không biết nói chuyện thế này rồi mà. Mà chưa gặp được ai hợp á. Anh không biết được, khó nói lắm. Anh cũng không biết định nghĩa hợp là như thế nào ấy. Anh... Không nói chuyện với em hợp này, em nhí nhảnh. Nhưng mà anh bị cái là kiểu... Em là nhí nhảnh mà. Dạ. Kiểu ví dụ nói chuyện hợp nhưng mà anh bị nhát đấy, anh không dám rủ người ta đi chơi. Chứ em nó chiến lắm rồi, ad friend luôn, rủ đi chơi, anh bị nhát. Vấn đề như thế, có những người nhát và những người không nhát, em hiểu không? Anh rụt rè. Mình không rủ được thì kêu người ta rủ đi. Thật ra người ta cũng rủ em đi, em mới đi mà. À thế à? Em cũng sợ. Thế em đợi anh cái gì? Anh sợ. Em ơi, rủ cái mẹ anh đi chơi đi. Đây, anh nghe em nhá, bây giờ anh thử nói như thế. Xong bây giờ kết quả như nào anh sẽ thông báo cho Nhi nghe. Được chưa? Anh vừa nói xong, để xem có hiệu nghiệm nhá. Anh nghe lời Nhi luôn. Rồi, chúc anh nhiều sức khỏe nha. Ok, cảm ơn Nhi nhá, anh phải đi tiếp đây. Anh phải đi thỉnh kinh. Bye. Thế nhá. Cảm ơn Nhi nhiều, bye bye, chúc Nhi ngủ ngon. Bye bye. Bye bye, chúc ngủ ngon. Ok, đàn ông quận 4 nhanh lên nhá. Ôi. Alo. Alo ạ. Ủa, anh tên là Dev hả? Đâu, đấy là kiểu cái không, anh không hiểu sao lúc cái app ấy anh đăng ký nó random ra tên thôi, còn tên thật anh khác. Tên là gì? Tên là gì thì Linh thích. Em thích tên Kiên. Em thích tên Kiên á? Đúng rồi. Dạ, thì anh sẽ là Kiên. À thôi, em thích tên tên Hoàng á. Hoàng á? Mới là Kiên thôi, phải đổi qua Hoàng à? Thôi được rồi, bình thường con người, mỗi người sinh ra chỉ có một cái tên thôi, nhưng mà vì em anh đổi sang tên Hoàng ấy. Thế nếu là Hoàng thích... Hoàng thì là được à? Thế tại sao em thích cái tên Hoàng à? Không biết nữa. Chứ tên thì của anh là gì? Em hỏi thì. Cái gì ạ? Tên thật của anh là gì ạ? Ừ. Tên là Hoàng thật. Thì không, chứ sao mới kêu là tên Kiên? Không phải, hôm trước là thế này. Hôm trước anh... Thế tại sao em biết anh lại nhận là tên là Kiên? Lúc nãy em vừa nói kìa. Ai da, không phải đâu. Thế là thế này, hôm trước là anh cũng có vay tiền một người trên này. Đấy, xong gặp lại nhưng mà người ta không nhớ ra, nên anh phải đổi tên chứ. Bây giờ bảo Hoàng, người ta biết người ta đòi nợ ngay. Chứ anh tên thật là Hoàng. Biệt danh của anh là Mèo Ú. Vậy hả? Em cũng biệt danh của anh là Đét Nguyễn. À, thực ra là anh có nhiều biệt danh ấy. Lúc thì anh kiểu anh để tên hơi Tây Tây tí thôi. Còn lúc là anh lại về kiểu hơi Việt Nam. Thế biệt danh nào thì em thích hơn? Thì em thích Đét Nguyễn. Hả? Cái gì con? À không, em thích Ganacho. Ganacho là ai thì sao anh không biết nhỉ? Vậy hả? Em tự anh biết chứ. À, có phải là cái ông có ông gì đá bóng cho MU không nhỉ? Nói chứ tại em thấy trên TikTok người ta ghét cái mặt anh với lại cái ông đó. Thế người ta ghét mặt anh như thế thì em thấy như nào? Em có thấy xấu không? Không, chủ yếu người ta chỉ người ta ghét cái ông đó thôi à. Nè anh à không. Ủa sẽ nè là à không không. Em nói gì em phải nói hết đi, anh tò mò lắm. Linh đừng làm thế. Linh đừng trêu đùa anh nữa. Anh lên trên này đã bị trêu đùa nhiều lắm rồi. Anh mong Linh không phải là người như thế.
không, chứ không phải anh. Anh trêu đùa mọi người đó. Ê nhưng mà đây là Linh hả Linh? Ava của Linh. Chứ là ai trời. Ây da, trên trần đời có một người con gái nào xinh đẹp như này nhở? Mà em đứng một mình buổi đêm, đây là cái chỗ gì trong ở Sài Gòn đúng không? Hay ở đâu? À, đúng rồi, ở công viên ở Sài Gòn á. Ừ. Ê mà đứng một mình ở đấy xung quanh không có ai, em không sợ ma bắt là không được rồi. Có bạn em chụp mà. Còn nó đi đêm thì vẫn kinh á. Ừ, đấy. Ôi, có chụp, bạn chụp. Anh biết rồi, hay là người yêu chụp nhở? Dạ không. À không có hả? Người yêu chụp sao đẹp đồ. Ôi giời, nói mất quan điểm. Cánh mày râu bọn anh đôi khi là cũng gọi là thợ thuyền đấy chứ. Em chị có... anh chụp hình có đẹp không? Thôi bây giờ em muốn biết anh chụp hình có đẹp hay không. Anh thì muốn chứng minh cho em là đàn ông bọn anh cũng có thể chụp hình được. Thế bây giờ bao giờ anh, em phải để anh chụp hình cho em nhá. Nhưng mà em nghe giọng này chắc là anh ở Hà Nội đúng không? Không phải, tôi ở Sài Gòn bà ơi. Anh ở Sài Gòn quận mấy? Quận 7 hả? Không có, tôi quận 1. Quận 1 thì cũng hơi xa rồi đó. Ủa, người ta ở quận mấy vậy? Dạ, em ở Thủ Đức. Anh ở Thủ Đức à? Dạ, Thủ Đức thì cũng được thôi. Thực ra từ quận 1 hôm trước anh còn vừa qua Thủ Đức anh đi làm xong. Qua hết tầm 20 phút thôi chứ có cái gì đâu. Ừ, đúng rồi, không thì em lên chỗ anh cũng được. Ôi, điều đấy. Tự nhiên phi lên chỗ một anh dai gặp ở trên mạng thì có bị dở hơi lỡ anh thì bắt cóc sao? Dạ em, để em gọi bạn em đi cùng. Ôi, em gọi hội à? Đầu gấu ấy. Là còn hai người. Em đến oanh anh à? Đúng rồi, nếu anh làm gì bậy bạ thì em sẽ quấn. Làm gì bậy bạ? Tiếp theo em phải, này từ từ đã, em phải nghĩ anh một người bậy bạ em mới nghĩ được là anh có thể làm gì bậy bạ. Là sao hả Linh? Không, ý là kiểu ai cũng có thể như vậy mà. Chứ đúng, mình chưa biết không được nên tin tưởng bất kỳ ai. Đúng. Nhưng mà nếu mà nhưng không mà anh ở Hà Nội thiệt mà đúng không? Giọng anh như vậy là Hà Nội mà. Anh à? Thì... anh ở đâu nói thiệt đi. Anh lừa. Thực ra anh ở vùng quê khu nghèo khó đó. Anh là người Hà Nội. Nhưng mà anh cũng hay vào Sài Gòn đi. Hay hả? Đấy là giọng trai Hà Nội thì nó hay kiểu nó ôm ôm, nó kiểu dê dê thế thôi. Nhưng mà ý là anh một người, thực ra anh ở Hà Nội thật, nhưng mà anh lĩnh hội văn hóa ở khắp mọi nơi, mọi miền tổ quốc luôn. Kiểu thế. Em là nhạc hay vào Sài Gòn đúng không? Thì cũng đúng, ý là cũng hay vào làm việc. Ngày xưa thì anh hay vào, anh ở lâu lâu một chút xíu. Nhưng mà bây giờ kiểu toàn đi làm, làm xong rồi đi về thôi. Chả có gì ở Sài Gòn đi kéo cả ấy. À, anh làm gì đó? Dạ? Anh làm gì? Anh á, anh hay đi vào Sài Gòn anh thi đấu á. Anh đấu gì á? Anh đấu Free Fire. Free Fire hả? À, em cũng chơi Free Fire á. Có chơi luôn. Có luôn. Ủa, cái bạn đi, em tên gì hả? À, thôi, giờ em bỏ rồi. Sao em phải bỏ Free Fire, game hay thế em phải bỏ, trời ơi. Thế bây giờ em chơi cái gì hả Linh? Tại mai đi học rồi nên bỏ. Mai đi học á? Đúng rồi. Mai đi học em bỏ Free Fire à? Đúng thế, rồi. Thế cô không cho chơi Free Fire, thế Linh học lớp mấy ạ Linh? Dạ em gần ra trường rồi. Thế thì năm cuối đại học. Đúng rồi. Cũng già rồi. Cái gì mà già? Chứ gì nữa trời, em toàn gặp mấy bạn hay là em 8 hay là 9 hay là hay trời má mà. Nhìn như này mà già thì anh không biết là ai ở Sài Gòn trẻ hơn em nữa Linh ơi. Linh đừng đùa anh. Chứ anh bao nhiêu? Anh á? Thế em thử đoán xem anh bao nhiêu? Anh nhìn cũng trẻ mà, chắc là kiểu cũng trẻ à? Chắc cũng chưa có vợ hả? Không, anh có rồi. Nhưng anh chưa có bồ.
trời, có vợ mà lên lên làm gì? Thì mới vợ hay. Nào? Anh nhiều vợ, biết vợ nào giờ? Vợ 1, vợ 2, vợ 3, nhưng mà chưa có người yêu. Vợ là chuyện của vợ, em hiểu không? Chưa có người yêu. Vợ chỉ kiểu đứng kiểu làm cảnh thôi. Anh có con luôn mà. Nhưng mà anh vợ chưa có người yêu. Chứ anh hay 24 hay làm gì đúng không? Ủa, em nghĩ anh già thế á? Thật á? Thì em cũng 21 rồi, thì anh tầm đó. Ủa không, nhưng mà cũng đúng đấy, anh 24 tuổi. À, thì đó, nhìn mặt là biết rồi. Không, nhưng mà thường thường anh thì 99, nhưng mà mọi người hay bảo 99 với 2K3 hợp nhau lắm. Linh xem nào. Mọi người hay bảo thế. Không thật, cái này không đùa đấy, em mà đi bói mọi người hay bảo lắm. Mà anh cũng chưa quen ai 2K3 bao giờ. Thì không. Thế ý là biết thì cũng có biết, nhưng mà chưa quen ai. À, toàn quen 2K5 không hả? Rồi, nói vẫn chơi hoài mấy. Tại 2K3 già rồi. Không có, không, anh thấy 2K3 trẻ lắm, anh thấy vẫn trẻ trung mà. Đây này, để anh phân tích cho em này. Tóc thì là tẩy, tẩy này chắc là không, vàng tông hơi cao một tí, nhưng mà nó hơi phai, cái này mình phổ tí tím ra là nó lại tuyệt vời này. Kẹp tóc thì Blackpink, In Your Area. Góc nhìn ngang, ui cũng điệu luôn đấy chứ. Ui rồi có gu ăn mặc luôn. Anh đang check map hả? Không, anh không có check map, xem lại bảo là check map. Anh đang nhìn cái vào cái tuổi trẻ xem lại bảo check map, bất quan điểm thật đấy chứ. Anh đang đánh giá outfit của em, anh chỉ thấy em là một người ăn mặc có gu thôi. Áo là còn chút là anh nhìn kỹ quá nên là tưởng. Anh không có nhìn kỹ, anh nhìn qua thôi. Anh nhìn một lúc sau anh nhìn lên trời mà, tại vì anh ngại. Anh sợ nhìn lâu quá bị làm sao. Ừ, nó kỳ kỳ thôi, thật mà. Chứ anh có check map bây giờ đâu trời ơi. Nhây lắm, tự nhìn cái mắt anh hơi... Hả? Qua lít lại nha. Không phải đâu, tại mắt anh nó hơi loạn tí ấy. Đây, nhưng mà đây, anh thu nhỏ hình em nhá. Đây, mắt anh phải cần cái gì ấy, nó mới đứng im được. Đây. Đấy, còn khi ví dụ mà tắt cái hình này đi, mắt anh cứ bị làm sao ấy, thì nó bị kiểu như này. Anh quen rồi ấy. Chả biết tại sao. Trông như ngáo ấy. Ồ, thế thì là do em rồi. Em làm gì anh? Anh chả biết đâu. Đây là cứ không có hình em, anh cứ nhìn linh tinh này. Đấy, có hình em cái mắt anh đứng im thế nào. Thế bị làm sao? Đấy, không có hình em cái đâu. Quá cái gì. Hay à. Không thôi. Mà. Em nói gì ạ? Thôi đừng cứ nhìn hình em nữa, em bị ngại quá. Không, em chơi thôi. Anh không dám nhìn đâu. Anh chỉ gọi là, anh chỉ đánh giá chứ mà. Em cứ bảo em già thôi mà. Chứ anh có dám nhìn đâu. Anh bây giờ anh sợ. Anh sợ kiểu nhìn kiểu ai lâu lâu, tại mọi người cứ bảo biến thái không à. Trong khi rõ ràng mình chỉ nhìn mặt. Thật. Anh bây giờ ở độ tuổi này anh không có. Thực ra bảo không nhìn cũng không đúng, nhưng mà ý là cái anh cũng hơi lớn để kiểu có một cái đầu óc như kiểu tuổi 18, 19 rồi, nên là hiểu cho anh nhá. Anh không phải như em thường gặp đâu. Kiểu của anh cũng không check map, không điện map gì thật. Đôi mắt của anh ngoan, đét luôn. Nếu có nhìn okay. Anh chỉ nhìn đúng nụ cười. Em tin anh mà. Thực ra đối với anh chỉ thích đôi mắt của chị em thôi, không thích gì cả. Anh Liêm. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn mà, đúng không? Rồi. Người ta thích cửa sổ tâm hồn. Không. Mà con trai thích đôi mắt. Thôi, nhưng mà cái tâm hồn đó phải trắng và to thì thích hơn đúng không? À, không, em đang hơi đánh đồng đàn ông bọn anh, không phải. Ví dụ, cứ 10 người đàn ông có 7 thằng dâm tà, 8 thằng dục vọng là xứng xích, thì thằng thứ 9 với thứ 10 là anh. Anh nằm trong 20% còn lại. Không, em không thể đánh đồng hết được như thế được. Anh không có suy nghĩ như thế. Anh, nếu mà anh thích đôi mắt, tại vì anh thể nhìn thấu được họ đang nghĩ gì. Em hiểu không? Mà biết phụ nữ đang nghĩ gì rất quan trọng. Em nói con trai thôi mà, em có nói anh đâu. À không. Anh chưa gì em đã tự nhận rồi. Chết rồi, thế anh không phải con trai, anh là trẻ trâu đúng không? Không, anh là đàn ông. Anh là cái gì? Anh là đàn ông. Ui, trông anh lớn thế á. Thôi Linh cứ khen anh ngại đấy. Ý là trưởng thành, suy nghĩ trưởng thành, hiểu không?
Anh thấy anh vẫn còn trầu á. Nhưng mà ý là kiểu mình đàn ông nhưng mà đôi khi mình hơi trẻ trung một tí cũng được đúng không? Cho nó vui vẻ. Đúng rồi, trẻ trung tùy lúc thôi. Tùy lúc. Lúc nào cần người lớn thì mình cũng người lớn. Chứ có lúc nào anh người lớn không? Anh nghĩ là nếu mà có cơ hội chúng ta gặp được nhau ở những khoảnh khắc mà cần phải lớn, cần phải trưởng thành, cần phải gọi như là đứng đắn, ok, anh nghĩ là cũng có đấy. Cũng có đấy. Tùy lúc. Lúc nào cần lớn thì lớn, lúc nào cần hiểu nhỏ nhắn, cần mềm mại, cần trẻ trung một tí thì lại mình lại trẻ trung. Mình thích nghi mà, đúng không? Vậy bây giờ anh đang ở Hà Nội đúng không? Anh ở Hà Nội, hơi xa một chút. Xa đâu, trong Việt Nam là gần rồi. Ghê hả? Đúng gần. Rồi, gần thiệt mà. Eo ơi, cứ làm như gần mà kiểu lái xe tí là tới, mình gặp được nhau. Mình có gần. Thể book vé máy bay. Em nghe nói là kiểu vé máy bay Hà Nội Sài Gòn nhiều lắm, kiểu nhiều chuyến, lúc nào cũng có. Không, cũng nhiều thật. Nhưng mà bình thường bay vào anh phải đi làm việc thôi, chứ mà bay vào Sài Gòn thôi anh chả biết gặp ai ấy. Nếu mà Linh có gặp thì ok, bay còn có lý do, chứ bây giờ bay Sài Gòn có gặp ai được ai đâu. Và đi làm. Dạ, em bay ra Hà Nội thì em có gặp anh không? Cái gì cơ, em bảo em bay ra Hà Nội á? Ừ. Ôi. Đang bảo, có không? Sao anh thấy kiểu nhiều người cũng bảo là bay ra Hà Nội gặp thật, chứ mà đó rồi anh chưa gặp được ai. À không, có một lần thôi, nhưng mà không có lần thứ hai. Nhưng mà bạn ấy chỉ kiểu gọi như là qua cho anh thuốc ho. Đấy, chứ bây giờ chị em toàn kiểu trêu thôi. Nhưng mà nếu như em có thể làm được thật thì em quả là ngoại lệ luôn đấy, em là số 1 luôn đấy. Ok. Thì em cũng chưa ra Hà Nội bao giờ, em cũng muốn ra. Cũng muốn ra á? Nhưng mà ra, nếu mà ra một mình mà kiểu không có kiểu người Hà Nội đi cùng tháp tùng ấy, dễ bị lạc lắm. Nè, vậy hả? Tại anh có phải người Hà Nội gốc không? Gốc thì anh không dám hiểu là gốc. Nhưng mà nói chung anh để ở đây. Anh không biết, thực ra cái định nghĩa về Hà Nội gốc là anh không biết, cho anh để ra ở đây. Cũng thuộc đường Hà Nội đúng không? Nói chung là cũng biết biết gì về Hà Nội đúng không? Anh thì anh thuộc ở trong thuộc cái cách kiểu bật điện thoại đây này, vở ra này, vào Google Maps này. Không nói thế chứ mà đường Hà Nội thì cũng kiểu thuộc vừa vừa. Lâu lâu kiểu ra chỗ nào lú lú thì hay là cần địa chỉ chính xác mới phải map thôi, chứ không phải đi thì đi vẫn đi được. Ok, ví dụ ra ra là gặp anh đúng không? Ví dụ em ra là gặp anh đúng không? Thực ra là nếu mà bây giờ mình có thể kiểu hứa hẹn ở trên này nó đơn giản thôi, anh có thể nói có và em có thể nói là em sẽ bay thôi. Đúng rồi, trên này thì đơn giản mà. Nhưng mà chừng nào mà kiểu mình thấy mọi thứ nó kiểu thành sự thật thì ok, lúc đấy mình sẽ kiểu chuẩn hơn, em hiểu không? Chứ còn hứa mồm trên này ai hứa được, nên là như thế đúng không? Vậy giờ là kiểu phải làm sao mới thành sự thật được chứ? À không, anh thì anh nghĩ như này này, thường thường ấy thì ví dụ mà để biến một cái gì đấy thành sự thật hay là để làm bất cứ thứ gì thì phải làm nỗ lực của một tập thể, đúng không? Em thấy việc gì thế đúng không? Chứ hầu như cá nhân mà một mình một người mà làm nên kiểu việc lớn trong trong thế giới này nó ít lắm, hiếm lắm. Mà để mà một tập thể mà làm được việc thành công, giải quyết được một vấn đề gì đấy thì họ phải giao tiếp. Ok, giao tiếp kiểu gì này? Mình đang giao tiếp với nhau mà. Giao tiếp thì nó nhiều kiểu. Nói chuyện này, có đường nhắn tin hay là gì gì đấy. Nhưng mà rõ ràng là bây giờ cái Aza này thì mình gặp một lần, mình nói chuyện với nhau đây, xong mình ấn nick cái là mình chả biết nhau đâu đúng không? Thế thì anh nghĩ là khả năng là bây giờ phải có một cái gì đấy, nó cũng là như kiểu em đi ăn với cả đối tác thì em có cạc visit đấy. Nhưng không biết là em có cạc visit không hả Linh? Kiểu ví dụ ghi cạc visit của ghi là tên này, Facebook là gì, IG là gì này, để anh có thể kiểu nắm bắt rõ hơn. Tại vì là anh sẽ làm tour guide cho em mà, nếu như mà em ra Hà Nội đúng không? Đúng rồi, vậy giờ nếu mà mình cho hết thì nó cũng kiểu bị loãng á. Bây giờ chọn một cái đi.
Hay thôi, ai lại bắt phụ nữ kiểu gọi như là cho con trai cái gì, thôi để anh cho em đi, cho nó dễ. Được không? Em không phải cho anh. Anh okay. Anh sẽ đưa cho em cái của anh, nhưng mà làm gì với cả nó thì đấy là quyết định của em tiếp. Ok. Được chưa? Thế bây giờ em thích lấy cái gì? Ờ thì anh hay dùng cái nào thì anh cho em cái đó thôi. Hay dùng cái nào cho em cái đấy à? Dùng. À, đúng rồi. Bình thường anh hay dùng Shopee Food. Thật mà. Shopee Food. Anh nói thật là em luôn, anh dùng Shopee Food nhắn tin với cả mấy anh shipper còn nhiều hơn anh vào Facebook luôn. Ừ. À, anh hay book đồ ăn cho người khác đúng không? Không có, tào lao không, không có. Còn à, lại là mình anh ăn hả? Không, cũng là mình anh ăn chứ làm gì có ai khác đâu. Thì anh nói chung là tay chỉ dùng để chơi game, còn nấu ăn thì anh không biết, nên anh toàn phải đặt đồ ăn ngoài. Hay da. À, anh chơi game gì ngoài Free Fire? Anh chơi game gì ngoài Free Fire á? Game gì anh chơi? Chỉ không bao giờ chơi đồ tình cảm thôi, chứ còn phải game gì anh chơi? Cứ có game anh chơi. Chắc rồi. Dạo này thấy có cái game gì mới ra trên Steam á, không biết anh có chơi. Game gì? Em có chơi game không? Dạ không, em chỉ xem người ta chơi thôi. À, có phải em thấy một con game mà mình hóa thân thành Ngộ Không cho mình đi đánh nhau? Ờ đúng rồi, đúng rồi. Ai da. Tối nay anh có thể là đang trên đường phá đảo này. Không, nhưng mà đánh mấy con boss cuối ấy cần nhiều sự tự tin lắm Linh ạ. Mà bây giờ anh thì đánh gà, anh sẽ đánh cái gần phá đảo, xong bao giờ anh sẽ thử đi tìm cái kiểu cái sự tự tin của anh cần có ở đâu đấy ngoài kia thôi, chứ anh không nghĩ là anh có thể đánh được mấy con trùm cuối. Ngoại trừ việc là Linh có thể cho anh một chút sự tự tin thì cũng được. Cho đánh được. Cho kiểu gì đây? Anh muốn kiểu gì? Thì bình thường ví dụ mà kiểu mình chơi điện tử ở đây ấy. Ngày xưa anh là game thủ. Game thủ anh rất thích mọi người nhìn anh chơi. Ủa, anh là game thủ hả? Ừ, anh thích mọi người nhìn anh chơi, kiểu đứng sau kiểu cổ vũ anh ơi, cố lên, cố lên. À, game thủ nhưng mà anh chơi game gì? Kiểu khóc cũng phải có một cái tựa game nhất định chứ. À, anh chơi Liên Minh Huyền Thoại. Anh đã từng thi đấu cho Asus Fest rồi. Dữ vậy trời. Ôi dồi ôi, sư anh cũng là gọi như là sừng sỏ đấy. Em thử xuất cụm từ này. Đây. Ây da, sao mình không chắc được ta? Ây da. Đây, trên Google nên là ra anh. Ngày xưa, hồi đấy là anh mới học cấp 2 thôi. Nên trông anh hơi ốm. À, chứ bây giờ anh làm gì? Ngồi nhà liền anh ra nói chuyện. Anh làm gì đâu, anh vô công rồi nghề thôi. Đi gặp con gái thì bị con gái đuổi. Còn chơi game chung là đồng đội bị đồng đội kích. Chung cũng mong một ngày nào đấy mình có thể kiếm cho mình được một cái chiến thắng gì đấy chẳng hạn. Rồi đấy, giờ ra rồi. Nhưng mà cái anh này nhìn đâu giống anh đâu. Đấy là anh hồi trẻ mà. Sẽ không giống. Anh có ảnh kia kìa. Không, trong góc này. Hả? Không có gì. Em phải bảo anh đẹp trai hơn anh đúng không? Nhưng mà anh cho nhầm người rồi. Nên là thôi hết đẹp rồi. Hết đẹp rồi á? Đúng rồi. Không không, anh vừa bảo anh đẹp trai hơn anh mà. Anh nghe rõ ràng. Không, em nói là anh đẹp trai hơn không à. Không, như anh nghe rõ ràng. Ai dạ. Anh nó tổn thương lắm Linh ơi. Anh điếc á? Không phải đâu, tại vì cái tai nghe này ấy, kiểu nói chuyện trên mạng nó cứ bị như thế. Thôi mình nói chuyện ngoài đời đi. Mạng nó cứ câu được câu đi, không đứt 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 bực quá đều. Ừ. Kiểu đôi khi cũng muốn đi hét vào mặt anh. Ờ. Thế ví dụ em hét mặt anh, hét cái gì ạ? Hét là anh biết ngủ. Do hét thì mà nghe chán đời. Em hét cái gì nó hay hơn được không? Hết điếc Nguyễn mặt anh làm sao anh còn mặt mũi nào anh nói chuyện với em nữa. Chưa gặp mà bị con gái này người ta bảo là điếc rồi, thế thì còn nghe là cái gì. Tại anh điếc thiệt mà, trời em khen anh đẹp trai mà anh còn không nghe thì em nói cái gì. Em nói cái khác anh đâu có nghe đâu. Không, anh giải vờ. Hay là con khác nói anh nói. Ai, không có nha. Không có con nào ở đây hết á. Em biết là từ lâu lắm rồi anh được nghe một người khen đẹp trai không. Còn lại là không, còn lại là kiểu chắc là phải mấy năm nay rồi. Không ai khen anh luôn. Mỗi tuần bảo anh xấu thôi.
Em biết cái anh Ganacho mà nãy em nói ấy. Ừ. Đấy, cái đợt anh mới đi cắt tóc về, mọi người bảo anh úp cái bô ỉa lên trên đầu à. Chứ mà anh nói xong rồi nhá, ngày xưa anh chơi điện tử, người ta tưởng anh kiểu anh cảm xúc ấy, người ta tưởng anh là con ngựa. Em thấy ai đẹp trai mà người ta so sánh ngựa với cả úp bắt lên trên đầu không? Dã man lắm em ạ. Người ta trêu anh thôi. Người ta trêu anh á? Thế còn mỗi em là không trêu anh à? Đúng rồi, em đâu có. Không. Em đâu có trêu anh đâu. Anh chưa thấy ai không trêu mà, nói tí lại. Em không. Không trêu anh đâu. Đấy. Tại em nhìn mặt anh em buồn cười. À thế tôi không nhìn mặt anh nữa nhá. Đâu thôi. Thế bảo nhìn mặt anh buồn cười. Nhưng mà anh phải thấy vui chứ, tại vì anh đang làm em vui mà. Rồi cũng được, không đâu. Anh có một tâm nguyện là nếu như mà anh có thể làm trò hề cho Thiên Hạ thì Thiên Hạ cười thì anh cũng cam lòng, mang niềm vui để cho mọi nhà là anh vui rồi. Còn anh không cần anh vui. Anh đợi anh không cần kiểu phải kiểu tự vui làm gì, anh chờ đợi một người nào đấy đến vào một thời điểm nào đấy làm anh vui sau cũng được. Kiểu mấy người mà hay có xu hướng book vé máy bay Sài Gòn ra Hà Nội ấy, đấy thì ví dụ người ta làm thật thì anh cũng vui. Vậy hả? Có nhiều người làm chưa? Ý là có nhiều người hứa như vậy chưa? Ôi hứa thì cũng nhiều nhưng mà làm được thì cũng đếm trên đầu ngón tay thôi, chưa có nhiều lắm. Toàn hứa hẹn thôi. Anh có vào Sài Gòn không? Bạn nào chị em bây giờ hay đùa lắm, thích trêu lắm. Vậy anh có vào Sài Gòn không? Anh có vào Sài Gòn không à? Vào thì đơn giản thôi, thế em có muốn anh vào không? Anh có thời gian rảnh không? Bây giờ anh bận lắm, rảnh với em thì được. Ok, vậy thì mình make time thì cũng được thôi đúng không? Đúng bình, thường, bình thường thì nói chung là con trai mà kiểu 25 tuổi mà rảnh quá thì cũng được. Nhưng mà mình nói chung là, nhưng mà đôi khi ví dụ mà kiểu mình gặp một cái gì đấy thu hút mình chẳng hạn, mình sắp xếp thời gian đúng không? Tìm một tí cách bận thôi, dung hòa tí thì cũng được. Kiểu thế đúng không? Thế có được không? Được. Vậy anh muốn sắp xếp thời gian không? Nói một ngày nào đấy nhá. Một ngày nào đấy là không bao giờ đúng không? Không, có vào, điên là chiêu. Có vào. Nhưng mà ý là kiểu ra anh nói thật làm game thủ FIFA anh cũng phải train suốt ngày ấy. Thế nên là đôi khi kiểu cái mỗi ngày là các anh quản lý của anh bắt anh chơi khoảng tầm 20 trận. Mà một tháng bắt buộc phải chơi đủ 600 trận. Thế nên là ví dụ mà bây giờ mình nghỉ mấy ngày đi Sài Gòn đi, là một ngày anh phải đánh khoảng 60 trận. Nhà rất là nhiều. Nhưng mà đôi khi kiểu sẽ có những dịp anh vào Sài Gòn công tác, nhưng mà anh cũng không biết là bao giờ đâu. Nhưng mà người kiểu ví dụ trong đấy kiểu các cái tổ chức e-sport người ta cũng hay mời, thế là cũng hay vào. Chứ bây giờ bảo đầu tháng anh vào thì anh chả có lý do gì để vào ấy. Tưởng giờ có lý do rồi chứ, nhưng mà chưa hả? Anh có thể mường tượng ra lý do đấy, nhưng mà anh cần một lý do kiểu nó hiện hữu hơn nhỉ? Anh muốn như nào đây? Kiểu đôi khi mà ví dụ mình đang nhìn một người con gái ở khoanh tay nhìn nó bên trái, nhưng mà nhìn thấy mỗi cái hình microphone thôi thì mình cũng không biết là lý do nó đủ lớn hay là như nào ấy. Bây giờ ví dụ mình nhìn thấy một cái gì đấy nó chân thực hơn, kiểu người thật việc thật bảo ui lý do của anh đây này, thì đôi khi là mình cũng kiểu như là mình cũng tin đấy, mình cũng tin tưởng đấy. Còn bình thường thì ai lên đây nhìn cũng chỉ được nghe người ta nói thôi, mình cũng đâu biết là người ta có thật với cả mình hay không đâu. Nãy anh nói anh cho em info của anh á. Thế đây. Nhưng mà em phải nói cho anh biết là em tên gì nữa không, là anh không biết đâu. Ok, em đây. Đây Facebook anh mua, anh mua. Mua Facebook. Facebook hả? Anh mua Facebook. Facebook hay là Insta? Facebook. Tại vì em đang dùng điện thoại, em không có copy link được. Kiểu tìm trang laptop thì nó hơi khó. Anh nghĩ là tìm cũng nghĩa. Em search anh tên kia mà biệt danh của anh là Dev Nguyễn, em search Dev Tech Nguyễn nào là chắc là cũng tìm thấy, không giấu nữa. Để em add anh không có nút add friend. Em ấn vào cái dấu 3 chấm ở bên phải ấy. Em thấy không? Nó có cái thêm kết thêm thêm bạn bè. Em thấy chưa?
Nhưng mà Facebook em không để avatar. Không để avatar? Em tên là Thiện à? Em chưa add friend. À không phải Thiện, lỗi anh. Hay ở đây ta? Đạt đến từ em... Đà Nẵng. Chưa. À lỗi anh, em lỗi chưa anh. Bấm luôn. Anh nhầm, thế anh cứ tưởng em tên Đạt à. Ai da. Thế bao giờ bấm mới bảo anh á? Anh hồi hộp. Nhưng mà em cũng hơi sợ. Không sao. Tại em thấy Facebook anh cũng... Anh nhiều người theo dõi. Đâu, anh mua like đấy, không ai theo dõi anh cả. Kiểu anh làm cái thủ Free Fire xong rồi anh còn đi làm kiểu nói chung là làm số nghề liên quan đến hình ảnh nữa, anh đi bán hàng online. Kiểu thế, bán giày, bán dép, bán mô hình. Thế nên cũng cần một cái profile Facebook mà kiểu nó khủng khủng một tí để có thể bán được hàng á. Facebook em ít bài hơi trẻ trâu quá, anh thông cảm tí nha. Không sao, không vấn đề gì đâu. Người ta toàn bảo anh học thì ngu, chơi game thì hack, Facebook thì boost follow mà. Nhưng mà anh vẫn sống vui thế thôi, vẫn lạc quan tích cực. Dạ, em mới add friend rồi á. Ủa sao anh thấy mỗi Minh Hoàng nhở? Ở đây anh xem nào. À anh biết em ai rồi. Em là ai? Em có phải một người post này: lời tạm biệt, tôi tham gia mạng xã hội này có lẽ đã trên 10 năm, từ bỡ ngỡ cho đến hào hứng thích thú vì học được nhiều điều, kết nối với bạn bè cũ mới. Có những bạn đã mất liên lạc rất lâu nay đã tìm lại được. Nhưng cuộc chơi nào cũng có hồi vãn. Thời gian gần đây tôi không còn hào hứng và thích thú với mạng xã hội nói chung và Facebook nói riêng nữa, đúng không? Xong có một bạn tên là Khánh Linh Vũ comment là cái lờ mẹ mày. À nhầm, cờ lờ mờ mờ đúng không? Đúng không? Dạ. Cái trường hợp này cũng là gọi là khá là cá biệt đấy nhá. Ủa đúng không nhỉ? Nhưng mà đó là 2 năm trước rồi mà, mình có thể thông cảm với nhau được không? Trời ơi, không thông cảm được, ý là anh đang muốn xác minh thôi. Đúng không? Đúng không ta? Rồi mẹ ơi. Anh có thấy gì nữa không? Ê, nhưng mà đây là Facebook clone đúng không? Làm gì có, trời ơi. Rồi để anh xem, anh xem thử cái nào. Tại vì anh là học kinh nghiệm từ thằng em anh. Em anh ngày xưa nó cũng gọi như là đem em lòng. Em có up story kìa. À có up. Ủa? Thì có, thằng em anh ngày xưa cũng quen một người là có up story luôn mà nó vẫn bị lờ luôn. Đó không thằng biết tại anh... sao luôn. Thế nên thằng là em anh đó có phải là anh không? Không có, điên á, khùng quá má, không có, tôi đâu có ngu như vậy, có thằng em tôi ngu thôi. Ok. Đó là thằng đó nó quen một đứa đúng không? Như này nè. Cũng nói chuyện online nghe giọng ngọt ngọt xíu xíu nè. Đó. Xong rồi đó bật webcam thì cô ấy là cho thấy cái POV đó như thế nè. Đó, lên trần nhà luôn. Không biết là trông sao luôn. Mù cái áo cho người ta luôn. Mà cuối cùng má cái đứa con gái trong hình là của Facebook nhỏ khác. Đó, đồ nó nguy hiểm lắm. Đâu sao biết được, trời ơi. Má tôi cũng nói chứ bộ. Cô video luôn. Trời. Không, không sao, nhưng mà nói thế thôi. Anh có thể kiểu kiểm chứng mà. Ủa? Nhiều cái khác nhau mà. Anh chấp nhận rồi hả? Trời, nhanh quá vậy. Em tưởng anh không chấp nhận chứ. À thế thôi, để anh unfriend vậy. Tại em tưởng Facebook anh full bạn bè rồi. Không, anh unfriend rồi. Thôi đi mà. Nói chứ, anh còn thấy cái gì ở trong cái profile của em không? À, anh vừa unfriend em đúng không? Trời. Anh unfriend để anh add lại thôi. Ai để phụ nữ unfriend trước thì bao giờ. Lỗi anh. Bây giờ anh còn thấy gì nữa không? Thấy gì á? Anh không thấy gì á. Cách để gian lận trong thi cử, em đẳng cấp vãi lều thề. Em xem cả một bài tên là cách gian lận trong thi cử luôn. Bạn muốn gian lận vì đơn giản, bạn vẫn chưa chuẩn bị đâu, để anh xem thử cái bài viết của em này. Các bước này: một, xác định kiểu gian lận phù hợp nhất với bạn. Hai là đừng để bị bắt. Ui, tại sao em có thể xem một bài như này à, Hà Linh? Tại lúc nãy em còn cấp 3. Ê, sao nhiều người kết bạn quá vậy? Trời, sao người ta biết hay vậy? Trời ơi. Không phải, chắc là ai biết em thôi. Chắc hóa ra em nổi tiếng. Hóa ra em nổi tiếng đúng không? Em có nổi tiếng đâu. Ý là nhưng mà anh không có thấy cái gì trong nick em nữa hả? Ý là không phải mấy cái bài up trên Facebook. À không, anh thấy rồi. Cái gì? À ui, thấy em lái máy bay luôn, có cả chuyên cơ này, pháo hoa bắn tùm lum này. Úi dồi, bùm 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 bùm, soi gương này. Trời, cái đó là người ta
biết story mà. Wow wow wow, ui uống rượu luôn này, trời ơi hư quá. Cắm hoa. Ủa đứng cạnh cây dừa, ui ra Đà Nẵng luôn, Hội An. Có cả cá bay trên đầu. Ui ôi sao có cả em bé dán cái miếng gì này. Chéo. Xem mày đưa em bé cái miếng đây, trời ơi. Trời ơi, em phải ẩn story mới được. Anh, Linh ơi. Anh quỷ quá đi. Ai biết đâu, story của bà, tôi ấn vô thấy cái đứa bé dán vô mặt thế nè. Ai biết được trời. Này. À, cái này là em mắp ra không phải do anh nha. Nói chứ em biết anh mà. Biết anh à? Nhà biết anh lâu rồi. em nói là em cũng trong cái group của anh á. Đồ. Thế mà chưa bao giờ thấy like ảnh người ta. Chắc là trêu đùa rồi. Chứ bình thường. Tại em bình thường em cũng không có like ảnh người ta. Đúng rồi. Những người tên Linh thường hay như thế đúng không em? Cũng... Anh hỏi ra anh có biết gì đâu. Anh có bị dị ứng với mấy người tên Linh không? Không, anh bình thường. Anh thích những người tên Linh luôn. Trong cuộc đời anh rất nhiều người tên Linh. Anh thấy con gái tên là Linh rất là xinh. Được chưa? Ừ, con trai tên Linh cũng xinh luôn. Con trai con gái đều được luôn. Biết anh từ cái lúc mà anh còn đi du học á. Thật á? Lúc đó người ta hay treo là gì tiên đời level 10 á. Cái vấn đề là người ta nói thế thôi nhưng mà nó không phải như thế. Anh không chơi Tinder luôn. Chắc chưa à? Ừ. Anh nói thật nha, anh mà chơi Tinder thì cũng chỉ là ví dụ anh có lên trên stream thôi. Anh kiểu ngồi swipe mình vì anh không dám chơi Tinder. Nhưng mà anh chơi mình đấy thôi. Ui. Lúc đó em thấy anh ở trong group. Xong là lúc đó giọng anh nó khác bây giờ. Chắc là giờ có mic hay sao. Mà lúc trước kỹ nhìn anh nó chỉ rất là kiểu hổ báo luôn á. Thực ra anh vẫn hổ báo mà, nhưng mà bây giờ cuộc sống đưa đẩy anh không hổ báo nữa. Anh phải làm một người đàn ông da trắng. Ai cũng phải thay đổi rồi mà. Giọng anh khác là tại vì hồi đấy cái mic anh cũng khác nữa. Giọng anh bây giờ cũng khác ngày xưa nữa cơ. Ngày xưa anh kiểu nói chung là anh cũng nhiều mỡ trong cơ thể hơn. Thế nên là các cái mạch máu của anh ấy, nó có gọi như là lipid ở trong đấy. Thế nên là đôi khi giọng anh hay là cơ thể kiểu mọi thứ của anh nó đều khác. Anh không biết được. Ôi nhưng mà em biết anh từ thời Mỹ. Ở anh đi du học là cũng lâu phết rồi, phải mấy năm rồi á. Lúc đó biết thôi chứ không có theo dõi á. Tại thấy người ta hay up anh kiểu chữ đập bàn. Mấy cái bài toxic của anh á. Không. Đúng không? Mà giờ giọng thanh thanh hơn. Thực ra anh chỉ vừa đập bàn thôi. Anh xem bàn anh có bền không thôi. Bây giờ anh vẫn đập bàn chứ anh không cố ý toxic. Còn anh cũng kiểu giả vờ chửi bậy thôi chứ bình thường anh có nói bậy bao giờ đâu. Mẹ lúc trước anh thấy anh chửi hài thì hồi đấy anh khác, hồi đấy làm hồi đấy là kiểu khác, bây giờ một kiểu anh không biết như nào. Tức là ngày xưa chửi thì hài, bây giờ chửi đấy cả hài nữa đúng không? Giờ chửi kiểu duyên hơn, nghĩa là hồi xưa chửi thì chửi kiểu hơi bậy, hơi tục. Thì nó cũng miêu tả phần nào đấy con người anh tục tĩu. Nhưng mà tục tĩu nha, mà anh lại ngoan. Đôi khi kiểu chửi bậy thế chưa chắc đã hư đâu, đúng không? Giờ thì nói chuyện vui hơn, nhiều content hơn. Thôi em đừng khen, không có đâu. Thì hôm qua còn vừa bị Gmail bảo sao mày lười như con chó vậy đây này. Khổ quá. Em khen thế, anh cứ tưởng thật. Hơn mà cái mấu chốt là bây giờ, là bây giờ story mình đã thấy rồi này. Ví dụ mà đi vào nhà phải cởi giày ra trên Netflix thì anh cũng thấy rồi này. Cách gian lận thi cử anh cũng thấy rồi này. Đây từ từ đã. Ủa em còn xem mấy bài hát đã từ để anh xem thử cái gu âm nhạc của em như nào đấy. Chắc cũng giống giống nhau đó, xem nhau đó. Woody con đâu, em xem cái gì Pop Malone Việt Nam đâu để anh nghe thử nhạc của em, nghe xem như nào đó, từ để anh nghe thử. Cái đó của anh Theo. Hả? Ngoài Woody ra em còn nghe ai không? Em nghe Đức Nguyễn. Hold on. Anh có biết hát, anh có biết rap đâu. Mà nghe Đếp Nguyễn nó điêu quá. Anh không biết hát mà anh biết rap nè. Anh biết chơi DJ nè. Anh biết nhiều quá. Không, anh không biết chơi đâu.
Bây giờ DJ à? Thôi được rồi, thế nếu đợt tới mà anh ra một set nhạc khoan vào tai thì em cũng phải nghe nhá. Em phải lên SoundCloud của anh em like nhá, bắt buộc nhá. Nếu không like là tôi bắn đó nha, từ từ tôi lấy khẩu súng của tôi. Súng của tôi đâu? Nào, súng anh nào. À, lấy súng này. Lấy súng ra đấy, đợi anh tí. Anh lấy hai khẩu nhá. Khẩu nào? Em muốn khẩu nào? Khẩu nào mà bắn được ấy. Đây này à. Đợt tới nha. Mà anh ra nhạc mà em không like nha. Mà anh ra nhạc em không like nha. Là có 3 khẩu súng, ấy lộn, 2 khẩu súng chỉ vào em đó. Em hiểu không? Có 3 khẩu súng luôn á. Không thì ý là mình có thể lấy thêm một khẩu thứ 3 này. Ví dụ như kiểu mà kiểu mình chơi tầm xa mà có thể. À đúng rồi, em có thể có. Đây cái khẩu đó đè vào cho em đi. Cho em được không? Cho em khẩu này á? Đúng rồi. Được. Nhưng mà bọn anh là mua tặng kèm. Ba khẩu kia nữa. Ba khẩu kia nữa. Ừ. Ban nãy em nói là có 3 khẩu. Thế mà nhiều hơn 3 khẩu thì sao? Thì lấy hết luôn. Đồ. Tại mất súng. Oh my god. Nhưng mà thật sự nha. Súng ống ấy thì anh cho thì cũng được thôi, nhưng mà bọn anh là mua kèm tặng em ra mấy cái siêu thị ấy. Nó bắt buộc là mua một tặng một, ý là mua cầm súng thì phải lấy cả chủ của anh thì bán miễn phí cho em, nhưng mà anh không cho em súng không đâu. Bây giờ phải làm sao này? Là anh cho đạn nữa đúng không? Đó, ừ thì cũng có thể ý. Đấy, tức là mình mọi thứ đó nó phải hòa hợp. Thế súng bây giờ không có đạn thì bắn thì làm sao? Nè, đúng không? Lên này bắn này. Đấy, đấy, cha có tí sát thương nào đúng không? Ừ, nhưng mà cho em đi, em thích mấy cái khẩu đó. À thế á? Con gái này thích súng nhờ, con gái ghen ghen. Em có bạo lực không? Ví dụ như bây giờ em có kiểu người tình hay bạn dai, kiểu em có bao giờ quát mắng gì không? Có chứ, trời. Má em sẽ mắng như là anh muốn nhìn thấy em những lúc mà em đánh đá đi. Ý là nó làm sai với mình, ví dụ nó cấm sừng mình hay gì đó mình mới chửi nó thôi, chứ cũng đâu có lý do gì chửi đâu. Thế bây giờ ví dụ anh yêu em xong anh ngoại tình rồi em chửi anh như nào? Anh nghe đây. Không được. Kiểu vậy. Không có ai má mà cười như vậy cả, không được. Anh cần sự tức giận hơn em. Bây giờ tức giận hơn. Chưa tưởng tượng được. Chưa tưởng tượng được, nên tưởng là tượng mình không có vô cái mood được đúng không? Không. Anh nghĩ em không mắng ở đâu. Giọng em nhẹ nhàng mềm mại đáng yêu như này, anh không thể mắng ai được. Dạ hả? Dạ anh có. Dạ em thấy giọng anh cũng mềm mại thanh thanh á, anh có mắng ai không? Chỉ trừ mấy thằng chơi game ngu của anh ra. Thực ra là con gái anh không mắng, nhưng mà đôi lúc anh có thể. Anh không mắng nhưng mà anh lại có thể biến thành một con súc vật. Kiểu thế. Súc vật là súc vật kiểu gì? Là anh không bao giờ anh to tiếng luôn, nhưng mà đôi khi anh lại biến thành trở thành một con súc vật. Đấy. Thế mới lạ. Anh không biết giải thích như nào, nhưng mà ý là phải có một cái hoàn cảnh nào đấy thì em mới hiểu được thôi. Ừ, em cũng tin là anh không có chửi ai đâu. Trừ mấy thằng chơi game ngu rồi đúng không? Đúng rồi. Còn ví dụ mà kiểu phụ nữ thì mình chẳng ra mình có thể to tiếng nữa. Động tay động chân thì không được. Nhưng mà ví dụ kiểu mình cắn yêu cho một phát thì cũng được, không sao. Nhưng mà ý là anh không lôi bạo lực ra để giải quyết những cái mâu thuẫn trong một mối quan hệ kiểu nam nữ. Kiểu cả nam nam thì cũng thế luôn, anh không phải một người thích bạo lực. Kiểu đấy. Thế có được không? Được, em thấy anh cũng ok rồi đó. Không hiểu sao, ấy nhưng mà ấy thế nữa. Mọi người cứ bảo anh ra trưởng. Ra trưởng những lúc cần thiết thôi, chứ mình không có được lúc nào cũng phải gia trưởng thì thôi. Hiểu luôn. Nhưng mà ví dụ gia trưởng những lúc cần thiết là những lúc như nào hả Linh? Riêng em thì em thấy ví dụ như bạn trai nói mình là em đừng đi chơi khuya mà không có anh. Anh hiểu. Kiểu em phải mặc kín vào, kiểu thế. Đúng không? Em mặc kín vào, nếu mà mặc hở thì phải đi với anh. anh hiểu. Ê mà, anh là một người, ví dụ người yêu anh có đi chơi đêm, mà ví dụ mặc trông kiểu cũng xinh, cũng được. Không có anh cũng được. Thế là anh bị ra gì nhỉ? Không phải ra trưởng nhà, ra gì đâu. Là mẹ. Mà anh là thế, bây giờ biết làm sao? Nhưng mà thế cũng không tốt nhỉ? Thôi được rồi, mình sửa lại. Ôi mà Linh ạ. Để em sửa nha. Ua.
thực ra sửa một cái nết, người ta các cậu bảo bản tính khó đổi thay lắm ấy, người ta sửa được nó là cả quá trình ấy. Thôi anh chờ đợi quá trình ấy nhá. Linh nhá. À, 11 giờ nè, tới giờ off stream rồi đúng không? Xem hiểu Big Ben quá nhở. Anh ôi, anh cảm giác như là em đang luôn, em đang ở đây luôn ấy, em không phải ở trên mạng nữa Linh ạ. Cái gì em biết, cái gì em hay ấy. Đúng rồi, em đang có phía sau anh á. Sao anh á? Không được, ở phía sau thì anh nhìn thấy cái gì, em xuất hiện trước mặt anh. Ở phía sau chả lẽ bây giờ nhìn nhìn nhau, nhìn ngoái cổ này thì vẹo xương chết. Không được. Dạ, giờ anh có muốn nhìn thấy liền không? Cũng được. Thật sự luôn ấy, chứ anh không muốn phải ngoái về sau đâu Linh ạ. Ừ, anh đóng cửa đi. Cửa anh đóng sẵn rồi mà. Ừ. Cửa anh đóng rồi mà. Em có nhìn thấy không? Thế á? Em thấy cửa anh nó còn kín bưng như này luôn, không có một âm thanh nào có thể phát ra luôn. Ở ngoài kia thôi là không biết ở trong phòng này đang làm gì luôn, chứ đừng nói là anh phải đóng cửa lại. Này, này còn phòng anh không có cửa sổ nữa. Đây. Kín bưng luôn. Ừ. Thấy không? Em không thấy cửa sổ không? Đây này, không có tí cửa sổ nữa luôn. Đấy, ừ, em phòng kín. Phòng kiến lại chắc khó thở lắm ha. À đấy, thì đôi khi kiểu mình cũng bị thiếu oxy ấy, mà chả biết lấy oxy từ đâu ra ấy. Hơi ngột ngạt. Chị, mở cửa ra đi. Còn đợi anh tí mở. Thế bây giờ anh mở cửa ra anh nhìn thấy cái gì? Anh sẽ đón chờ được điều gì? Ừ, có khi anh thấy em đó. Ủa? Thế được rồi. Thế để anh... anh làm xong một sốt đùa thôi. Anh mở cửa ra nhá. Lúc đùa thôi nha. Tại em thấy mọi người hay nói là gì là đóng cửa vào. Trời ơi, xem lại nghe mọi người nói thế bao giờ không? Em có biết cái ý kiến của việc đóng cửa vào không? Thực sự là người ta phải làm một cái hành động biết. Thế lén lút người ta mới rủ nhau đóng cửa vào á. Biết nè, em mới chọc anh đó. Trời ơi, chọc mà tôi tưởng thiệt á. Tưởng thiệt không hả? Khoái không? Không, tôi đùa đấy, tôi không tưởng thiệt đâu. Tưởng thiệt chết tôi. Khoái không? Không có biết. Nhưng mà ý là chưa bao giờ mà bị vô cái trường hợp như vậy cả nên không biết. Dạ. Không có biết. Chứ tưởng gặp nhiều trường hợp như vậy rồi. À, ê, không có. Anh chưa gặp ai như thế luôn chứ Linh ạ. Linh là người đầu tiên đấy. Thật. Tưởng anh khoái chứ. Khoái á. Ra là mình... cảm xúc của con người người ta mà để gọi là nghĩ ấy. Thì mình nghĩ ra được nhiều thứ, nhưng mà để mà cảm nhận được thì phải cái gì nó thật, nó thực tế. Chứ không bây giờ nghĩ ra thì làm sao mà mình nghĩ được vào lúc đấy mình đã khoái là mình không khoái được đúng không? Hay là do có nhiều người cũng xem quá nên là không muốn khoái nổi. Là sao ta? À, anh hiểu rồi. Thế là ví dụ bây giờ cái việc là mình có enjoy cái khoảnh khắc đấy hay không là phụ thuộc vào nó có riêng tư hay không đúng không? Đúng rồi, em đang nói anh đó. Anh á? À không. Anh nghĩ là có thể. Nếu mà riêng tư là khoái đúng không? Em hỏi dò anh thế. Bởi anh bảo có thì cũng ngại, mà bảo không thì đôi khi cũng không đúng. Anh nghĩ là bảo không thì là xạo. Thôi thì bảo có đi. Trời ơi. Anh sẽ không bảo là anh không bảo là anh có, nhưng mà ý là anh nghĩ là con trai thì bọn tôi ưa thích cái đẹp, ưa thích những cái, lại còn ưa thích những cái gì gọi như là nó riêng tư nữa. Thế nên là anh chưa thấy là đàn ông con trai mà anh chê cái gì bao giờ. Thế là cái gì cũng thích. Thế thôi. Ừ. Anh biết làm sao bây giờ? Vậy anh có cần sự riêng tư không? Chắc là anh cần một chút sự riêng tư đấy. Ừ, riêng tư là kiểu một mình anh thôi đúng không? Anh không biết nữa. Để lúc riêng tư xem anh có cảm thấy cô đơn không. Nếu như mà cô đơn thì anh sẽ thay đổi rồi vậy. Tại vì anh một mình quen rồi. Hai mình thì nó mới khác. Một mình thì đơn giản. Mấy năm nay anh thế rồi. Ờ, em cũng một mình thì thế thực ra đôi khi mọi thứ nó lại cộng hưởng ấy nhở. Ừ, đúng rồi. Sao tụi mình giống nhau quá vậy? Không có biết luôn á Linh ơi. Nhưng mà Linh biết gì không? Linh có biết chìa khóa để trả lời cho tất cả mọi thứ bây giờ là gì không? Là gì anh? Anh off stream đúng không? Không có, là thời gian chứ ai nói vậy. Má 11:22 rồi ha. Nhưng mà bây giờ mà để anh nghĩ là cái giờ vàng giảm giá mà riêng tư đã, anh nghĩ là một cái khung giờ nào mà nó đẹp hơn này. Giờ này thì hơi anh thấy là giờ hả? Anh thấy là hơi tà đạo. Là giờ nào? Em không biết đâu em. Tốt hay không? Em muốn là giờ nào thì nó là giờ đấy. Chứ còn giờ nào anh một mình mà. Hay là phải 12 giờ nhỉ? Giờ nào mà anh không stream ấy.
không stream luôn đúng không? Hiểu chưa? Tại anh nổi tiếng quá nên là em cũng hơi tén tén tí. Không có nổi tiếng, có ai biết tôi đâu mà nổi tiếng. Có chứ, có tôi biết nè. Đó là có cậu biết ho, chứ bình thường không có ai biết tôi hết trơn á. Với lại chắc tên em cũng giống giống ai đó. Tên em giống giống ai đấy à? Thì thực ra trên cuộc đời này, ví dụ em hỏi một thằng đàn ông tên Hoàng này, em nghĩ trên trần đời có nhiều người tên Hoàng mà. Hoàng thì cao 1m7, Hoàng thì cao 1m62, Hoàng thì nhiều Hoàng lắm. Hoàng thì làm anh nhạc sĩ này, Hoàng cao 1m65 này. Không có, ê, thằng đó là không có nha. Không có nha, 65 là không có nha. Chắc chắn là cu em đấy là không có thật. Anh chưa bao giờ gặp một ai tên Hoàng mà cao 1m65 cả. Anh chưa có cao 1m7 thôi đúng không? Đúng rồi, chứ chưa biết là thằng nào cao 1m65 luôn. Nhưng mà 1m7 thì có sao? Không, bình thường mà trời ơi. Thế à? Đấy. 1m7 cũng cao hơn em rồi. Ây da. Thế là được không? Chuyện. Thế anh đôi khi anh kiểu bị chê nhiều, anh bị một cái mặc cảm ấy. Em cũng thích hoàng hôn lắm. Ôi, chính ra hoàng hôn thì đẹp, anh thích. Mặc chưa hiểu, nhưng mà mọi người chỉ thích tranh ảnh thôi. Còn hoàng mà đi hôn thì chưa thấy ai thích bao giờ. Thật mà. Chưa thấy hoàng 1m7 đi hôn ai bao giờ. Không có, nhưng mà anh cũng chấp nhận là để kiểu đôi môi này anh gửi nụ hôn đầu tiên của anh cho một người nào đấy rồi. À không, em thấy rồi. Không có, chưa hôn ai bao giờ luôn. Em có thấy hôn trên hoàng đi hôn cũng tên không có. Chắc là không có. Anh nói thật là em phải nhìn thật kỹ em, là có hay là không. Em bây giờ hình ảnh gì xuất hiện trong đầu em này? Em cứ gợi nhớ lại xem là có hôn hay là không. Thì em nhớ vậy đó, nhưng mà em không có rõ lắm. Tại sao có những cái khác mình không nhớ, mình nhớ những cái chi tiết này ta? Thì bây giờ em nhớ anh thôi được rồi đúng không? Giờ anh tạo khoảnh khắc gì đó đây để em và anh có khoảnh khắc với nhau. Không được à, nhưng mà em biết hơi nhiều ấy nhá Linh nhá. Hơi nhiều ấy nhá. Có biết cái gì đâu, trời ơi. Em không biết gì hết trơn á. Vậy là sao để anh phải kiểu coi như là lấy được hết những ký ức của ấy của em ra thôi, chôn nó đi. Sorry. Thì giờ không có lấy được mà mình phải tạo những cái ký ức mới, hiểu không? À, không, kỷ niệm mới. Ký ức thì ngày xưa mình hay kiểu hồi nhớ. À, kỷ niệm à? Kỷ niệm, ký ức đúng không? Ký ức thì cái gì xưa rồi, đi qua rồi. Không, mình không phải nói như này. Ký ức thì cũng, kỷ niệm cũng được. Mình sẽ đánh dấu những cột mốc mới, đúng chưa? À, đúng rồi, cột mốc mới với Khánh Linh. Thì em tên Khánh Linh mà, ủa? Không. Đúng sao mà cười. Không, anh cười vì tên đẹp quá thôi chứ anh có anh dám cười cái gì bao giờ đâu. Em nhạy cảm thế. Anh kiểu cười hạnh phúc thôi, anh vui. Anh vui. Anh thấy cảm thấy yêu đời. Chứ anh dám cười tên em đâu, tên em đẹp thế cơ mà. Ơ nhưng mà em là cái gì Khánh Linh ạ? Ủa, add friend Facebook rồi mà hỏi vậy hả? À, anh muốn hỏi lại cơ. Chứ anh biết là cái gì rồi. Thôi. Ừ. Anh anh hay như vậy lắm. Ồ, anh hay quên lắm, anh cần một người gợi nhớ cho anh cơ. Cũng giống như cái việc gọi như là trên nhiều chuyện áp dụng khác anh không thể nhớ được. Nhưng mà đôi khi anh kiểu anh hay quên ấy. Em muốn người ta nhắc lại hơn. Em thấy khá lên lên. Nói chứ em tên Trắng Linh kìa. Sao mà nhiều chữ Linh thế hả em? Ủa như vậy không được hả? À không được, được, đâu có ý gì đâu. Anh hỏi là, tức là anh bình thường anh gặp Nhật Linh này, Thái Linh này, bình thường mọi người có một chữ Linh ấy, nhưng mà mình lại ai chữ Linh nhỉ, mình hay nhỉ. Mình cũng là kiểu đặc biệt luôn ấy. Thế Linh này là Linh đặc biệt nhất của anh này. Đúng rồi. Mà anh từng được gặp. Em hy vọng mà em là người đặc biệt nhất. Ai da, nói thật là nhá, không đùa đâu, chị em hay trêu lắm ấy. Nhưng mà Linh ạ. Trời, em có bao giờ em trêu ai đâu. Chị trêu đùa các anh đúng không? Chung là không. Anh thì cũng muốn ở đây với cả Linh lâu thật lâu ấy. Nhưng mà nếu như mà anh không off đi, bây giờ anh không lướt đi thì anh gặp nhiều rắc rối mất. Đi anh ơi. Mà có những rắc rối mà mình không thể chữa được. Mà em cũng không thể ở đây mà em có thể chữa lành được cho anh được đúng không? Thế nên là mình phải hẹn gặp nhau.
Một khoảnh khắc nào đấy nó đúng, anh đói quá. Anh đi tập về. Nhưng mà gọi như là gọi như là chưa có gì ăn. Thôi anh đi ăn đây. Thế nhá, sếp mắng anh rồi. Bye bye. Anh không khách. Bye bye. Bye bye King Pino. Bye bye. Thế nhá, bye bye.